chó à, đứa nào ra đóng thì chết một cánh cửa bên đây rồi. Ra đóng thì chết cánh cửa bên đó rồi. Đi được không? Ngã cái tán chết. Nhìn đi nha, nhìn nha. Rồi đó, vô đi. À được rồi đó. Rồi đóng đóng. Đóng thì chết bên gió quá. Trời ơi, nó thấy cưng rồi. Được chưa? Ừ, được rồi. Nó đóng xong sao tao vô? Đi ngày nào, đi qua đây nè. Đi ngày qua nè. Đi ngày qua. Sao, sao? Cái này chéo đâu? Ừ, máng lên đi rồi chứ cho em cho. Máng bằng móc máy hết luôn á. Máng bằng móc móc kẹp hết luôn á. Kẹp hả? Ừ, máng hết bằng móc kẹp thì chết á. Bữa nay ngày mấy giờ? Bữa nay ngày mấy giờ? 6:12 phải không? Hello, hello. Rồi vô luôn mấy bà già ơi. Vô máy rồi. Rồi vô coi. Mọi người, hello mọi người ơi, chia sẻ cho em nha mọi người ơi. Như Quỳnh ơi, nhắn tin giùm chị đi em yêu ơi, nhắn tin để bên chị kiểm tra lại đơn cho em nha. Quá trời hôm nay, quá trời hàng mọi người ơi, xuất sắc. Rồi mình giờ xem live cho em xin một lượt chia sẻ đến từ nhà mình nha mọi người. Cho em xin một lượt thả tim với lại một lượt chia sẻ nha. Khách mới mình cho em xin một lượt follow nha mọi người. Rồi, mình chia sẻ cho em nha. Ơi, gắn giùm chế cái giày vô cái túi ơi. Gắn vô cái giày vô cái túi ơi. Rồi, mọi người chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Cuối là em sẽ tổng lại cái lượt chia sẻ nhiều nhất thì mình nhận được quà bên em nha. Mỹ Quyền, ghé em bắt em chị ơi. Ok, em yêu tí xuống ngoài chị chết tin nhắn nha. Rồi, mọi người chia sẻ cho em nha mọi người ơi. Chia sẻ cho em nha. Hôm nay hàng rất là nhiều luôn mọi người. Xả hàng cực sốc luôn. 9k, 19k luôn. Hôm nay uy tín mọi người ơi. Uy tín thật sự. 9k, 19k thôi nha mọi người. Tiết Hằng ơi. Tuyết Hằng ơi, cái đó em nhắn tin là giùm chị đi, em nhân viên đang check tin nhắn em. Nay có lên áo khoác ăn đổ rồi, có nhiều áo khoác luôn nha mọi người. Hôm nay có rất là nhiều áo khoác luôn. Thẩm Nguyễn Bảo Trâm nhắn tin giùm chị đi em yêu, nhắn tin để chị kiểm tra lại đơn cho em nha. Cái này thâu cũng được không? Cái này thâu được mà phải không? Cái này thâu nè, luồn thời gian qua đây là thâu lại được á. Cái này vừa được mang ba lô được luôn mọi người, vừa mang ba lô vừa đeo chéo được luôn, rất là cưng. Một tí lên bán cái túi này nha mọi người. Giá cực sốc không ai bán luôn, chấn động. Mua ghét nghèo luôn bà ơi, là Kim Ngọc. Xăng hàng giá rẻ mà bà về bán lại đi bà ơi. Rồi mọi người chia sẻ cho em cho mọi người. Quá trời gió ơi, gió quá. Chia sẻ cho em nha. Hết. Rồi ok chưa? Ừ. Lên hàng luôn nha. Rồi lên hàng luôn nha mọi người, chia sẻ giùm em. Chia sẻ cho em nha. Rồi nó bay ra nữa rồi kìa. Nó bay ra nữa. Rồi tặng quà đầu like cái nha mọi người. Tặng quà đầu like cái nha. Rồi chia sẻ giùm em nha mọi người. Em tặng quà đầu like cái nha mọi người. Rồi mọi người comment cho em là may mắn ngày hôm nay. Mọi người comment cho em là may mắn nha mọi người. Comment may mắn giùm em nha. Đơn em còn giữ không chị? À, Thu Ngân Trần Thị ơi, nhắn tin giùm chị nha. Nhắn tin giùm chị nha. Để nhân viên chị nó chết nha em ơi. À, áo chị mặc hả em, hôm nay bán 49.000. Chốt hôm nay là... Ủa nhầm, cái áo chị đang mặc nhiều thôi. Cho chị giá ơi, áo mặc nhiều 79 phải không? Rồi chốt trên like là 69 nha mọi người. Chốt trên like là 69 nha. Rồi mọi người comment cho em là may mắn nha mọi người. Tặng cho mọi người một món quà đầu like cái đã. Comment cho em là may mắn. May mắn cộng đã chia sẻ giùm em nha. Ai có logo người chia sẻ thêm tặng. Tặng cái túi này luôn hả. Rồi vô luôn nha mọi người. Comment liền cho em là may mắn nha mọi người. May mắn cộng số điện thoại giùm em. Trời ơi cái túi này 200 mấy của em luôn mọi người. Hàng rất xịn. Phải nói là siêu VIP luôn á. 200 mấy tặng cho mọi người luôn. Comment liền cho em mã là may mắn giùm em. Mọi người nhớ là chia sẻ giùm em nha mọi người. Khách mới mình cho em xin một lượt follow bay nha mọi người. Khách cũ thì mình chia sẻ giúp em nha. Cái túi xuất sắc luôn mọi người. Lên giùm em mã là may mắn cộng số điện thoại giùm em là mình có đơn luôn nha mọi người. May mắn cộng số điện thoại giùm em nha. Em sẽ đọc nha mọi người. Áo đang mặc 69 ok Nguyễn Giang ok em yêu.
Áo đang mặc 69 cho Nguyễn Giang. Ok em nha. Rồi, comment liền cho em là may mắn nha mọi người. Rồi, em chốt luôn nha mọi người. Em chốt cái mã túi này luôn nha, để mình lên hàng hôm nay. Quá trời hàng mọi người. Hàng gì cũng có, hôm nay rất nhiều hàng luôn nha mọi người. Rồi, may mắn giùm em, cộng số điện thoại ai đúng cú pháp thì em đọc nha. Rồi, Nguyễn Lê Hồng Thơ nè. Rồi, bạn Nguyễn Lê Hồng Thơ nha, may mắn nhận được cái túi này nha. Rồi mọi người ơi, rồi, đầu live em sẽ bán áo 9k nha mọi người. Áo 9k nha, comment liền cho em mã. Chị giấy xin cái cây kéo thôi. Chị xin cây kéo. Rồi. Rồi mọi người chia sẻ giùm em nha. Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất thì cuối live mình nhận được quà free bên em luôn nha mọi người. Chỉ cần đúng cú pháp là mình chia sẻ giùm em thôi mọi người. Chia sẻ và like cái bài này giùm em ở chế độ công khai nha mọi người. Là cuối live mình sẽ nhận được quà bên em nha. Rồi, em sẽ tặng áo đầu live với giá là 9k nha mọi người. Comment liền cho em mã là áo nu 9k giùm em. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 con áo em tặng cho mọi người đầu live với giá 9k. Mọi người comment liền cho em mã là áo nu 9k giùm em cộng đã chia sẻ, hoặc là cộng số điện thoại của mình nha mọi người. Áo nu 9k giùm em đầu live. Áo nu 9k nha. Xuất sắc cái con áo này luôn. Về lại chữa cháy không kịp mấy bạn. Rồi, đọc giùm chế anh. Nu 9k. Nu 9k giùm chế. Rồi, nu 9k nha mọi người. Lên liền giùm em là nu 9k cộng đã chia sẻ có 10 bạn thôi. Rồi, chốt liền giùm em. Bấm bill chưa? Để chị đọc con cho. Rồi, nu 9k em chốt nha. Nu 9k cho Hoài Phương. Nu 9k cho Bích Hạnh. Lê Yến Nhi có nu. Hoàng Minh Thơ có nu. Thuy Chẩn có nu. Bích Hạnh có nu. Thùy Tình có nu. Kiều Trinh có nu. Phạm Nguyễn Bảo Trân có nu. Nguyễn Giang có nu. Chừng nào cái nào không ra biểu báo chế nha. Rồi, Yên Đi Em 1 nu. Phương Linh có 1 nu luôn. Rồi em hết nha mọi người, em hết nha. Em hết. Rồi, mình lên giúp em là cam 19 nha mọi người. Cam 19 nãy giờ chứ xin cái kéo á. Lên liền giùm em con này là cam 19 nha. Cam 19 giùm em. Quá trời hôm nay nhiều hàng mà giọng của em nó bị khàn luôn rồi mọi người. Hàng nhiều lắm. Lên liền giùm em con áo phun mình là cam giùm em 19k. 19k bán tương tác luôn, không á. Không có lời ngành nào luôn á. Len xăm 115 cho Ngọc nữ, ok chị yêu. Rồi, Hoài Phương áo đang mặc 69 nhân 2, ok em yêu. Rồi chốt liền giùm em mã là áo thun cam 19k giùm em. Form của nó là form rộng dưới 65kg vừa nha mọi người. Form rộng tay lõi giùm em nha. 65kg là quay đầu vừa giùm em luôn. Cái này form unisex nam nữ mặc được giùm em nha. Áo đang mặc là giá 69.000 nha. Trần Xuân Mai chốt trên live được giá 69 nha em yêu. Rồi chốt liền giùm em con này là thun cam giùm em 19k áo luôn. Thun cam 19 giùm em. Rồi cam 19 cho Hoài Phương. Quần đùi gấp chỉ còn em yêu chút chứ lên nha. Rồi đẹp Nhi có cam 19. Phạm Nguyễn Bảo Trâm. Ủa hết rồi. Rồi ba đủ ba cái cam nó Phạm Nguyễn Bảo Trâm là hết luôn á. Rồi Phạm Nguyễn Bảo Trâm là hết. Rồi chốt liền giùm em con này là xám luôn nha mọi người. Xám giùm em, đổi qua xám nha mọi người. Không ở đâu không có ai bán cái áo này với giá 19.000 đâu mọi người. Chỉ có em bán luôn uy tín thật sự 100% nha mọi người. Đảm bảo không ai bán cái chất liệu này mà 19k đâu. Chốt liền giùm em con này là xám 19 luôn. Hàng siêu vip giùm em. Áo thun bên em thì cũng bán nhiều rồi, mọi người cũng biết hàng như thế nào rồi ha. Rồi quần đùi gấp đen 39 size up mời cho Bích Hạnh, ok miu. Chốt liền giùm em con này là xám 19 là mình có đơn luôn. Xám 19 có Hoài Phương. Xám cho Tuyết Hằng. Rồi, em hết xám. Đổi qua giùm em xanh giùm em luôn mọi người. Xanh giùm em 19k. Xanh được con áo này về mặt bao thích mới đạt có một con duy nhất luôn á. Lên liền giùm em con này là xanh 19 luôn. Xanh 19 có 1 con thôi. Xanh 19 luôn nha. Rồi xanh 19 cho Hoài Phương. Rồi con này giùm em. Trắng luôn mấy bà ơi. Trắng 19 giùm em. Trời ơi, xanh áo hung về bán bao loại luôn. Không ai bán 19.000 đâu, uy tín thật sự. Rồi xanh ở trắng giùm em nha. 19 giùm em. Hung gấu vàng giùm em. Rất hot, rất đẹp cho em luôn. Hung trắng giùm em, form dưới 65kg vừa. Chân váy đắp chế sữa ớt, ok Ngọc nữ, ok nha. Rồi chốt liền em con này trắng 19 giùm em luôn. Trắng 19 giùm em nha. Trắng 19 cho Bích Hạnh. Trắng 19 cho Nguyễn Hồng Thơ. Rồi trắng 19 cho Tiết Hằng. Trắng 19 cho Đào Huỳnh Thúy Hiên. Rồi trắng giùm em, lên giùm em con này là trắng nha. Trắng 19 cho Phương Linh. Rồi trắng 19 cho Phương Linh.
chốt liền giùm em, đầu like bán có hơn 19k thôi mấy bà ơi, yên tâm. Quá rẻ luôn, quá sức rẻ luôn. Rồi. Tết mặt con này màu đỏ. Tết mặt con này đỏ là bao nhất lắm mấy bà ơi, đẹp lắm. Thun đỏ giùm em luôn. Cái gì? Rồi, Thi nói Thi. Cho em áo chị mặc màu hồng đi chị, ok Mỹ Như. Áo màu hồng đúng không em yêu? Áo màu hồng là 69, comment mã cho chị là áo chị mặc màu hồng 69 là có đơn em yêu. Rồi chốt liền em con này đỏ 19 luôn. Tết rồi mặc đỏ đi mấy bà ơi, xuất sắc lắm. Cái hình in nó siêu vip luôn mấy bà. Đỏ giùm em 19k, trời ơi nè. Màu đỏ nè, mặc Tết đi, bao đẹp giùm em luôn. Đỏ 19 là mình có đơn giùm em nha mọi người. Đỏ 19 giùm em không có nhiều đâu, mọi người lên đơn giùm em nha. Đỏ 19 giùm em form rất đẹp luôn, form dưới 85kg vừa. Đỏ 19 giùm em nha. Hả, chế bấm à? Bấm hết chưa? Thôi, bấm tới đâu rồi? Bấm tới đâu rồi? Rồi, đỏ giùm em 19 nha. Đỏ cho Ely Tuyền, đỏ cho Bích Hạnh, đỏ cho Hoài Phương. Rồi, đỏ cho Đào Huỳnh Thúy Hiên, đỏ cho Nguyễn Lê Hồng Thơ. Rồi, đỏ cho Triệu Di, đỏ cho Thi Chảnh. Đỏ cho bé Di. Rồi, mọi người chốt liền giùm em con này là đỏ nha mọi người, 19k. Trời ơi, một chiếc áo hung 19k mấy bạn ơi, mặc Tết bao ok, ok luôn mọi người. Tết tới tiệc tùng sắp đến rồi mọi người, chốt liền mấy con áo màu đỏ này mặc đi siêu vip, siêu xinh giùm em luôn. Lên liền giùm em con này là đỏ 19 nha. Ai nãy giờ mình chưa săn được cái gì mình săn con này đi, có 19k à. Nè, siêu vip giùm em luôn, cái hình in của nó bao đẹp nha mọi người. Xuất sắc lắm. Lên liền giùm em con này là đỏ 19 giùm em. Trần Thị Ngọc Quý có đỏ 19 nha em yêu. Trần Thị Ngọc Quý có đỏ 19 nè. Phạm Nguyễn Bảo Trâm có đỏ 19 nè. Rồi, còn con cuối cùng luôn, nhanh tay comment liền giùm em con này đỏ 19 là mình có nha. Đỏ 19 giùm em một con cuối cùng luôn. Quá trời mấy bà ghéo tôi về sơ mi đúng không? Mấy bà ghéo tôi về sơ mi đúng không? Hôm nay lên sơ mi cho mấy bà luôn, chiều lòng mấy bà luôn. Thật sự tôi bán giá sốc không ai có luôn á, không ai có cái giá này luôn á mấy bà. Rồi, lên giùm em con sơ mi đen giùm em nha mọi người ơi. Hàng của nó nè, phải gọi là siêu vip luôn á. Chốt liền trên like giùm em. 39k luôn nha. Quá trời đỉnh đi. Cài cúc lại giùm chế sơ mi, cài cúc giùm chế. Tay lỏ những người cứ lên giùm em nha, lên mã giùm em đi, form dưới 65kg vừa, nam nữ mặc được cho em luôn. Cài cúc lại giùm chế. Cài cúc lại giùm chế. Rồi chốt liền giùm em con này là sơ mi đen nha mọi người. Sơ mi đen giùm em 39k. Lên liền giùm em sơ mi đen 39 giùm em. Form unisex giùm em dưới 65kg vừa, nam nữ mặc được cho em nha. Cái này mặc đôi chụp hình bao đẹp mọi người. 39k. 39k áo không tin luôn, cái giá này. Cái chất của nó quá đỉnh mấy bà ơi. Đẹp lắm. Rồi Hương em có sơ mi đen 39 nè, lên liền em con sơ mi đen 39 nha mọi người. Số lượng ít lắm, có được 2 4 6 7 8 8 con hồ rồi, đẹp lắm. Rồi lên liền em con sơ mi đen nha 39k. Quá thiệt xuất sắc luôn. Đây, form rất đẹp cho em luôn nha. Mặc vậy cho em đi mọi người. Mặc đóng thùng vậy cho em nè. Xin cho sơ mi đen giùm em 39 là mình có đơn luôn, form mình dưới 65 kg vừa. Vải của nó là kate lụa giùm em nha, hàng siêu vip luôn mọi người. Chất của nó cực kỳ mịn, cực kỳ đẹp cho em luôn nha. Lên nha em con này sơ mi đen 39 giùm em, sơ mi đen 39 cho bé gì? Khách mới, gửi tin nhắn bé gì mà chết. Chốt liền giùm em con này sơ mi đen 39 nha mọi người, sơ mi đen 39 giùm em. Có túi luôn nha, có túi bên hông giùm em luôn. Siêu xinh, thêm hai áo trắng đang mặc 69 ok Hoài Phương. Rồi, áo trắng em đang mặc còn một thôi nha mọi người. Còn một thôi nha. Chốt liền nha em con này là sơ mi đen mọi người. Mít chung với lại quần đùi hoặc là quần ống rộng hoặc là quần baggy đều xin giùm em luôn. Có 39k, hồi trước bán 80.000 thì mọi người mua quá trời luôn á. Hôm nay sale cho mọi người 39k, lên liền giùm em con này. HK Huỳnh Như có sơ mi đen 39 nè. Và HK Huỳnh Như có sơ mi đen 39. Áo chị mặc cho Nguyễn Ngân ok hết luôn nha mọi người. Em hết áo mặc nha. Rồi chốt liền em con này là sơ mi đen giùm em 39k. Sơ mi đen giùm em 39k. Rồi bà nào mà chưa hỏi tâm linh đâu, bà nào chưa hỏi tâm linh thì chốt ngay con này giùm em đi. Trời ơi nè, vòng trầm hương thơm nha, thơm nha mấy bà. Được tặng thêm một cái hộp gỗ nè, ta nói nó xuất sắc luôn. Cái này làm quà tặng không ai nghĩ là mình mua với giá 39.000 luôn mấy bà ơi. Trời ơi nó đỉnh nè. Rồi chốt liền cho em là vòng chầm giùm em full box luôn mọi người, 39k không tin luôn. Xuất sắc, có 39k nữa, đẹp quá trời đẹp luôn. Chốt liền giùm em là vòng chầm 39k nha.
thật sự nếu này lên sang xinh lắm mọi người, kiểu nó kiểu như tôn da mọi người, rất đẹp cho em luôn. Lên giùm em con là vòng chầm 39k, không ai bán. Em nói thật sự nha, đầu năm ngoái em mở lọc á mọi người, bán đầu năm á mọi người 49k không có bóp mọi người, không có hộp luôn, mà bán 49.000, em bán 5.000 chiếc mọi người. Năm nay nha, em về tặng kèm cho mọi người thêm cái vòng này, cái hộp này nữa mọi người. Bán có 39.000 thật sự luôn á. Cái này gọi là chi ăn mọi người luôn á. Không có lời 1.000 nào nha mọi người. Chốt liền giùm em là vòng chầm 39 là mình có đơn nha. Vòng chầm 39 cho Hoài Phương. Vòng chầm 39 cho Hoài Phương, vòng chầm 39 cho Thi Chảnh, vòng chầm 39 cho HT Như Quỳnh Như. Rồi chốt liền giùm em con là vòng chầm 39k nha mọi người. Đây, đeo lên tay nhìn thấy xinh lắm mọi người, kiểu như làm trắng da mọi người, đẹp lắm ha. Rồi 39k thôi nha, lên liền giùm em là vòng chầm 39 giùm em. Vòng chầm 39 thêm 4 cho Hoài Phương, ok em. Rồi chỉ còn khẩu trang 3D nha em, 39.000 hộp. Ủa 29.000 hộp 50 cái nha Thúy Nhiên ơi. Rồi nè, chốt vòng chầm. Rồi lấy thì báo em chốt là vòng chầm nha mọi người. Có 39.000 nha, trời nó rẻ trắng động luôn. Tặng kèm cái bót nó xinh, giả mang xinh luôn. Có quần với Ngọc Mai ơi, quần chị mặc đúng không em? Quần chị mặc tặng kèm thêm cái đai nữa em yêu. 109 giùm em, chốt trên like được 99.000 nha mọi người. Chốt trên like được giá 99 nha. Trời ơi, quá trời trắng động cái áo này luôn á mấy bà. Trời ơi, áo cao su 2 dây Babydoll, kiểu Babydoll luôn mấy bà ơi, quá trời cưng. Đây, lên liền giùm em con này. Kẻ đen giùm em luôn, chốt liền giùm em 39k. Vòng chầm 39 cho Thị Hoài. Quá chứ cái áo nó dày dặn luôn á mọi người. Mặc như thế này cho em nha, bao cưng luôn mọi người. Lên liền giùm em con này. Kẻ đen 39k giùm em, nó có tặng cho mình nha mọi người, rất xinh cho em luôn. Chất vải cực kỳ dày dặn luôn mọi người, 39k. Lên liền giùm em con này là tặng đen giùm em 39.000. Tặng đen giùm em 39 hoặc là kẻ đen 39 giùm em. Kẻ đen 39 hai cái cho Hoài Phương. Siêu đẹp. Thật sự cái này rất đẹp luôn hả? Có bán trên TikTok chưa? Có, chị không bán trên TikTok nữa nha Hoài Nguyễn. Phạm Mai tiết hoa nè. Hàng Trinh ơi, có ống em tí chị lên nha. Cưng lắm mọi người. Đây cho chế thêm cái quần tách tam màu trắng thôi. Mấy đứa cho chế thêm cái quần tách tam màu trắng thôi. Quần màu trắng á. Mít chung với loại cáo này tao nói xuất sắc không mấy bà ơi. Có 39k à, lên liền giùm em đi. Hai kẻ đen 39 với Bích Nhi. Rẻ giả mang rẻ luôn. Hai kẻ đen với Bích Nhi nè. Quá trời xuất sắc. Rồi 39k thôi nha mọi người. Lên liền giùm em con này là kẻ đen 39 giùm em. Kẻ đen 39 nha, mặc siêu cưng giùm em, phơm 40 đến 55kg lại vừa cho em luôn, co giãn cực kỳ đặc đẹp luôn nha mọi người. Có bầu à, không em ơi, cái này không có bầu được à. Khẩu trang 3D 3 hộp 29 ok Thúy Nhiên, ok em. Xuất sắc nha, chốt liền giùm em con này là kẻ đen giùm em 39k, lên liền kẻ đen 39 giùm em là mình có đơn luôn. Kẻ đen giùm em 39k. Kẻ đen 39 giùm em nha. Được, chụp ở đây đi. Chụp ở đây nè, chụp ở đây nè. Đem qua đây nhìn chế ơi. Trời ơi, không hết khẩu trang 5D Hồng Thấm ơi. Đây mọi người, cái ba ga ống nè mọi người ơi. Quá trời xuất sắc đi mọi người ơi, đẹp giả mang đẹp luôn. Lên liền giùm em con này 29k. Lên liền giùm em con này là áo ống 29 giùm em. Bên trong nó có một lớp lót nữa mọi người, ở bên ngoài von tặng, von đó mọi người. Kiểu nó lấp lánh rất xinh cho em luôn, mịn lắm mọi người ơi. 40 đến 58kg đầu vừa cho em nha, mặt rất cưng luôn, 29k. Lên liền giùm em là ba ga ống 29k luôn. Ba ga ống giùm em 29k. Thi Chảnh có nè. Thi Chảnh có nè, Minh Anh có nè, Hoài Phương có 5. Rồi, 5. Bích Nhi có 2. Thêm vòng chầm cho Thị Hòa nha. Rồi ok em. Rồi ba ga ống cho Ngọc Linh hết luôn nha mọi người, ba ga ống hết luôn nha. Lên liền, hôm nay rất nhiều hàng. Trời ơi, sơ mi gấu dâu mấy bà, lên liền giùm em nha, đẹp lắm luôn á, xuất sắc. Ba ga ống lên tí còn đó em, nhưng mà tí nha, tí lên nữa nha Ngọc Linh này, tí còn màu khác á. Trời ơi, sơ mi gấu dâu luôn á. Ôi là trời, cái chất vải nè, cái chất vải nó mịn luôn á, cực đẹp mọi người. Lên liền giùm em con này là sơ mi gấu dâu nha, chốt cho mọi người với giá là 49.000, trời trắng động thiệt luôn. Loài 1.000 một con áo không tin luôn. Loài 1.000 luôn á mọi người, đúng 1.000 luôn á. Rồi lên liền giùm em con là sơ mi gấu dâu nha. Nè, trời ơi, cái màu hồng ở ngoài nó là màu hồng dâu, quá trời ngọt ngào luôn mọi người, đẹp xuất sắc. 10 điểm, lên liền giùm em sơ mi gấu dâu 49k.
gấu dâu dùm em 49 nha, gấu dâu cho Ngân Ngọc Linh nè, đẹp giả mang đẹp luôn á. Sơ mi gấu dâu dùm em form này dưới 65kg luôn nha mọi người nè, cực đẹp luôn á mọi người, chắc của nó siêu mịn luôn á. Rồi lên liền dùm em con này sơ mi gấu dâu dùm em 49k, cái kích vải nó mịn giả mang mịn luôn mọi người. Đây mọi người xem cận chất dùm em nha, sơ mi gấu dâu dùm em 49.000 siêu vip, sơ mi gấu dâu cho thi chẩn. Rồi chốt liền em con là sơ mi gấu dâu dùm em 49k. Đây form từ 40 đến 65kg với lại vừa cho em nha mọi người. Mọi người mặc chung với lại quần đùi hoặc quần ngố đều xinh dùm em nha. Đây cho chán cái quần be nãy này để chị biết chung với lại cái sơ mi nè. Trời ơi, hai sơ mi gấu dâu cho Bích Nhi 49k, nó rẻ quá chị ạ. Mix chung với lại cái quần đùi này cho em đi mấy mọi người, chốt một set luôn á, thật sự. Cái này mà mặc lên nó cháy hàng liền. Cái này chiếc tí mấy cái sơ mi á cứ mở ra cứ cài cúc cũng chế ha. Đây, hai sơ mi gấu dâu cho Kim Ngân, nó rẻ quá trời rẻ luôn. Áo len sọc xanh, em chốt bữa 109 trên like còn không hả? Cái nào ta? Chứ không nhớ nữa, tiếc hằng rồi, nhắn tin thì chế đi Miu. Ngồi thêm cái quần nữa đây, chốt quần nu 39 luôn, mặc set đồ nè, nó nói nó cưng chưa, cưng lắm luôn á mọi người. Chốt liền nhà em cái quần là 39k, cái quần 39k 49, trời ơi cái quần này mấy bà, chốt liền cái set này, tôi nói không tin lắm mọi người, chất siêu đẹp dùm em luôn. Đây một áo chị mặc màu hồng 69 cho Mỹ Như, ok Miu. Rồi mọi người chốt liền dùm em set gấu dâu là mình có đơn luôn nha, set gấu dâu là em sẽ lấy cho mình một cái áo và một cái quần này, ok mọi người. Chốt liền em là set gấu dâu là mình có đơn nha. Ta nói nó vip, giả mang vip luôn mấy bà. Không tin, không tin luôn mấy bà ơi. Cái chất liệu này ta nói bán 49.000, ta nói không tin thật sự mà nó đẹp giả mang. 49k, 49k áo, 39k quần. Xuất sắc. Rồi Suka có set, Kim An có set, đẹp nha. Áo chị đang mặc chỉ còn có ba màu thôi Miu. Chị còn có màu hồng, đen và xanh nha, hết áo chị mặc màu trắng rồi. Chị hết trắng rồi. Rồi còn ba màu phía sau hồng, xanh, đen nha. Set, set gấu dâu Nguyễn Lê Hồng Thơ, set gấu dâu ok em yêu. Hai quần Kim Ngân ơi comment lại giùm chị là hai quần 39 em yêu, hai quần 39 mới có đơn nha, hai quần 39. Xuất sắc chưa mấy bà. Hai quần bỏ bill vô luôn đi, hai quần này nè. Hai quần nè cho Kim Ngân. Rồi lên liền giùm em. Áo gấu dâu, áo gấu dâu giùm em 49 nha. Còn set thôi mọi người. Áo gấu dâu giùm em 49 và quần giùm em 39k. Ok Kim Ngân, ok Miu. Ok, ok Miu nha. Rồi lên cái sơ mi này. Bà nào không chốt cái này phải nói nó phí. Đợt trước về mấy bà nhớ không, là trước tôi mặc đó mấy bà chốt quá trời luôn đó. Đây chốt liền giùm em con này. Là quần với áo luôn á. Rồi lên liền giùm em nha, sơ mi xanh giùm em. Sơ mi xanh giùm em và quần nha mọi người. Quần 39, còn sơ mi là 49.000 giùm em. Cái set này mặc không xin không lấy tiền, ok không? Em đảm bảo uy tín luôn mọi người. Trời ơi cái hình gấu của nó in nè mọi người ơi. Phải gọi là siêu vip giùm em nha mọi người, chất của nó mịn lắm luôn á mọi người, mắt lạnh luôn. Lên giùm em con này. Cái set nào mà che mở bụng được không hả Miu? Chốt ngay set này giùm chế đi Miu ơi, form rộng che mở bụng ok luôn nha. Rồi lên giùm em áo là 49k, quần là 39. Comment cho em là áo xanh 49 và quần 39k giùm em. Sơ mi xanh 49 cho thi chọn. Thêm ba quần 39, thêm ba quần 39 cho Kim Ngân. Hai sơ mi xanh cho Kim, hai sơ mi xanh cho Bích Nhi. Sơ mi xanh cho Ngọc Ngọc Linh, sơ mi xanh cho Suka. Có ship nha Cẩm Tú ơi, ship 30.000 đấy Miu. Xuất sắc lắm nha, tôi nói thật sự, nhận hàng với cho tôi phép bắt con này nha mọi người, hàng đẹp lắm luôn á, em nói thật sự cái màu cốm ở ngoài nó rất xinh cho em luôn. Hồng Thơ. Hồng Thơ cái set hồi nãy chị đã soạn bill cho em rồi em yêu. Quần 39 thi chảnh ok em yêu. Quần 39 bỏ bill đây tí bấm vô đây. Quần 39 cho mắt cha bước nè, gửi tin nhắn giùm chế. Trời ơi. Hả? Tròn á. Quần 39, áo giùm em. Áo giùm em nha mọi người, áo giùm em quần 39 và áo giùm em là 49 nha. Chốt liền giùm em quần 39 áo 49. Hàng đẹp xuất sắc, không thể nào điêu được. Sumi có rồi nha Ngân Ngọc Linh ơi. Sumi có rồi Miu. Cái quần nè, mua cái quần này lợi ha mọi người, mắc diễm tính cho mọi người. Có 39k mà chắc nó dày nè. Xỉu. Chắc dày xỉu luôn. Rồi cái quần hồi nãy em có màu trắng nữa nè mọi người, comment cho em là trắng luôn đi. Cái trắng với đen này mới dễ dưới nha mấy đứa. Trắng với đen này mới dễ dưới đâu. Rồi lên liền giùm em con này là quần đẹp, quần trắng giùm em luôn 39k. Chốt liền giùm em con này quần trắng 39. Lên cái này mới được thật sự. Không thể nào tin được cái set này nó đẹp. Nó đẹp xuất sắc như vậy luôn á. Rồi chốt liền giùm em kẻ cam nha mọi người. Áo kẻ cam giùm em 29k luôn, giá
giá rẻ mà chấn động luôn mấy bà. Rồi kẻ cam 29 giùm em luôn. Chốt thêm cái quần này nữa mọi người, chốt thêm quần này 39 giùm em luôn. Rồi ơi, một set đồ này nó cưng chưa? Áo giùm em, áo là 39 giùm em nha. Ủa áo là 29 còn quần là 39 giùm em. Nè chốt ngay set này mặc đi mấy bà ơi, không cưng không lấy tiền thật mà. Rồi chốt liền giùm em, quần trắng giùm em 39, áo kẻ cam 29 giùm em là mình có đơn. Áo kẻ cam 29 cho Bích Nhi nè, hai cái. Kẻ cam 29 giùm em nha. Quần trắng thì size từ 40-55kg đây miêu. Rồi quần trắng 39 cho Suka. Rồi quần trắng 39 cho Nguyễn Mỹ Xuyên. Quần 39 đen cho Tiết Ngăn. Trắng 39 cho Thi Hoài. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Đây cái set này tao nói mặc xuất sắc luôn. Áo cam giùm em là 29k nha mọi người. Áo cam giùm em 29k. Còn quần là 39 chốt set này mặc nè. Xinh lắm, thật sự cái áo này mặc gấp cưng cho em nha mọi người. 40-55kg thoải mái cho em luôn. Kiểu nó tạo như là mình không có bị mỡ bụng mọi người. Kiểu như nó che được mỡ bụng mọi người, rất ok luôn. Lên liền giùm em con này là áo kẻ cam giùm em 29k. Nhận hàng kiểm tra hàng cho phép bắt con này giùm em. Chắc siêu VIP. Quần 39 cho Diễm My NT ok Miu. Rồi lên liền giùm em nha. Áo cam đủ bill không? Đủ không? Rồi lên liền giùm em áo cam nha mọi người, 29k. Còn quần là 39 chốt liền giùm em. Áo cam 29, quần 39 giùm em. Áo kẻ cam 29 cho Lý Kim Ngân, gửi tin nhắn mình chế. Lý Kim Ngân gửi tin nhắn mình chế. Sao điện thoại giống lên. Ôi áo kẻ cam cho coi lại quần đúng rồi. Ok Miu, ok cho coi lại quần. Thị Đen ơi, cái đó nhắn tin giùm chị nha. Nhân viên đang chế tin nhắn nha Miu. Rồi chốt lại quần giùm em nha mọi người. Quần giùm em 39k. Không ai bán cái giá này luôn, em uy tín với mọi người. Đẹp lắm, form 40-55kg quay lại vừa cho em luôn. 40-55kg form quần này mọi người, xuất sắc lắm luôn á. Lưng cao lắm, có 39k, mặc rất đẹp cho em luôn. 39 lên liền giùm em mã là quần. Quần giùm em 39 là mình có đơn, quần 39 giùm em. Chị thấy em nha Lu Di, chị thấy em nha. Rồi quần đen 39 cho Nguyễn Nga, ok em yêu. Trời ơi, có màu đen đó Mỹ Diễm My ơi, có màu đen nha em yêu. Hôm nay giọng hàng quá mọi người, hàng rất nhiều luôn á. Trời ơi cái áo này nó đẹp nè mọi người, nó in từ cái cổ áo của nó mọi người, nó xuất sắc như vậy nè. Đó nó đẹp như vậy nè, em bán cho mọi người 49k nha, bán tương tác luôn. Quá trời rẻ luôn mấy bà. 49k lên liền giùm em con này là sơ mi trắng giùm em 49k. Sơ mi trắng giùm em 49 luôn. Cái rẻ chấn động luôn. Trời ơi nó đẹp. Chứ chứ cái quần đen á mấy đứa. Sao không thấy lên quần đen luôn chứ. Đen, quần đen á. Quần tách ta đen á. Rồi sơ mi trắng giùm em 49. Quần đen 39 cho Hồng Thắm. Rồi sơ mi trắng 49 cho Thi Chảnh. Hàng đẹp lắm luôn á mọi người, chốt ngay con này đi thật sự. Áo chị mặc chị hót màu trắng là chị còn ba mẫu phía sau. Rồi ba sơ mi trắng cho Bích Nhi. Siêu đẹp. Hàng này chưa ốp mẫu, mọi người ốp mẫu là hết hàng ngay. Hàng đẹp lắm. Rồi ba cái cho Bích Nhi. Rồi ok Linh Thung, chờ chị tí nha. Chờ chị tí nha Hồng Thắm ơi. Rồi đẹp, xuất sắc. Lên liền giùm em áo sơ mi giùm em 49, thêm con quần đen này giùm em 39k nữa nè. Chốt ngay set đồ này mặc đi mọi người, siêu đẹp giùm em luôn. Lên liền giùm em con này sơ mi gấu dâu giùm em 39k. Còn được ít còn được 5 chiếc à. Rồi lên liền giùm em con này sơ mi gấu dâu giùm em 49k. Quần là 39k, chốt ngay set đồ giùm em. Nó đẹp nè mọi người, gấu dâu nó siêu hot luôn á. Không đổi được á em yêu ơi. Diễm My ba đen ba trắng. Diễm My ba đen ba trắng là quần á. Rồi quần á sơ mi gấu dâu 49 cho Tường Vi. Xuất sắc, có 49k mấy bà ơi. Quần đen cho Kim An, quần đen cho Matcha bước. Rồi áo chị mặc còn ba mẫu phía sau nha em, 69k. Áo chị mặc còn hồng, đen và bơ. 69k bên trong nè mọi người. Mặc phải nói là siêu thích luôn mọi người nè. Đẹp lắm luôn á. Nó kiểu nó có cái bo ở đây nè mọi người. Không có sợ mà bị tuột cái áo lên chơi mọi người, mặc gấp hết cho em luôn. 69k, siêu đẹp. Vải mướt rượt luôn, đẹp giá mang đẹp luôn. Có lên xanh đó Nguyễn Thị Thắm ơi Miu, chút lên nha Miu. Rồi chốt lại giùm em con sơ mi này đi mọi người, sơ mi giùm em. Sơ mi trắng giùm em nha mọi người, 49k lên liền giùm em. Không có nha Miu ơi, không có nha Diễm My ơi, không có đây Miu. Rồi lên liền giùm em con này, trắng giùm em 49k. Áo hồng đen bơ. Áo hồng đen bơ 69, ok Bích Nhi em yêu. Ok Bích Nhi nè, có bán dinh địch chị đang đeo không? Cái này là cái quần, em mua cái quần là mình tặng được kèm cái đai luôn á. Là 99k, quần chị đang mặc có sơ ML. Quần chị mặc có sơ ML tặng kèm cái đai luôn á em. Xinh lắm.
chốt trên like là được giá sỉ nha mọi người. Xuống like em bán 101 nha. Rồi, mọi người chốt thì báo em con sơ mi này nha mọi người ơi, 49k liền giùm em. Cọc lại giùm chế, cọc lại giùm chế tí chứ thôi. À, Tường Vi ơi, nãy chứ có đọc tên không? Tường Vi có đọc tên là có đơn không em? Áo chị mặc hết rồi. Nguyễn Lê Hồng Thơ, áo chị mặc hết là con cuối cùng phải không? Nãy con cuối cùng chốt chưa? Chưa. Rồi, vậy chốt cho Nguyễn Lê Hồng Thơ là hết luôn nè. Nguyễn Lê Hồng Thơ. Đổi sang một màu hồng đi. Nguyễn Lê Hồng Thơ. Mọi người, màu nào cũng xinh xuất sắc luôn á mọi người. Ok, trắng với Nguyễn Lê Hồng Thơ. Trời ơi, nó đẹp. Lên liền giùm em nha mọi người, lên liền giùm em. Con áo đang mặc màu hồng quá trời ngọt ngào luôn mấy bà. Hồng giùm em, chốt liền giùm em với giá là 69k cái chắc nè. Siêu VIP luôn á, hàng này bán 150 ok luôn, hàng top. Rồi, lên liền giùm em con sơ mi hồng này luôn. Bán cho mọi người với giá là 39k luôn, chỉ bán ngày hôm nay luôn nha. Nhớ villa em bị cảnh báo rồi kìa em ơi, em bị cảnh báo rồi đó em. Rồi, nhớ villa này cái lần sau bị cảnh báo rồi. Thi chảnh là thi chảnh có hồng 69, ok em. À, Lê Thị Ngọc Giàu chưa có em yêu ơi. Lê Thị Ngọc Giàu chưa có, comment lại em chế nha em yêu. Rồi, chốt liền giùm em con này là áo hồng giùm em, 39k sơ mi hồng giùm em. Cái màu hồng mình lai cháo quá mọi người. Ở ngoài rất xinh cho em luôn. Hồng giùm em, chốt liền giùm em 39k. Lên liền giùm em con này là hồng 39 nha. Hồng 39 giùm em nha. Rồi mọi người chia sẻ giùm em được không mọi người? Hôm nay ít view vậy mọi người, hôm nay ít view quá. Áo hồng giùm em 39 là mình có đơn nha. Áo hồng 39 nè. 69 là hồng 69 là cáo nha. Hồng 39 cho Diễm My NT, hồng 39 cho Suka. Rồi lên liền giùm em con này là hồng 39 nha. Hôm nay ai có lượt chia sẻ nhiều nhất có mọi người, ai có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng quà nha mọi người. Áo cây đang phía sau là 145 nha Nguyễn Ngọc Thơ. Rồi lên liền nhà em con này là hồng nha, xe cho mọi người 39k. Cái màu hồng này là ai chán nha, ngoài rất đẹp luôn, ngoài xinh lắm. Hồng 39 giùm em. Đây, hồng 39 giùm em nha, sumi rất xinh luôn, Bích Nhi có hồng 39. Áo chị mặc 69 nha Nguyễn Thị Hiếu ơi. Rồi Bích Nhi có hồng 39. Không phải bơm hàng nhớ với Lê ơi, đợt trước em không cho chị thông tin đó nên bị kim cảnh báo em yêu. Ok Minh Anh nha, ba hồng cho Kim Ngân. Có 39k quá rẻ luôn em yêu ơi, chốt liền. 39. Hồng 6 cái hả? Hồng 6 cái chị không đủ đâu Diễm My ơi, chị còn nhiêu để cho em luôn ha, còn 4 cái để cho Diễm My luôn đi. Còn 4 cái để cho Diễm My luôn hả? Hồng 39 4 cái để cho Diễm My. Rồi lên liền giùm em. Áo kiểu giùm em con này. Sale cho mọi người 35k. Hồng giùm em 35, hồng 35 giùm em, này là áo kiểu nha mọi người. Màu hồng ở ngoài rất đẹp luôn á. Hồng 35 giùm em là mình có đơn luôn. Xinh, áo kiểu thì hôm nay vô tư bao la luôn mọi người. Hồng giùm em 35 mình có đơn có một con duy nhất luôn. Hồng 35 nha. Rồi. Lên giùm em xanh coban 35 luôn, hồng 35 cho Ngọc nữ. Lên liền em con này là xanh coban, sale cho mọi người 35k. Xanh coban 35. Xanh coban 35 nha. Hồng em hết nha mọi người, hồng em hết có một con à. Xanh coban 35 giùm em. Rồi, màu cam giùm em luôn, cam sữa nha mọi người, màu cam sữa giùm em rất đẹp 35k. Rồi Bích Nhi có xanh 35. Bích Nhi có xanh 35 em hết xanh. Rồi lên liền giùm em con này. À, được nha, nhớ villa được nha em. Tại vì hôm trước em chưa cho thông tin á. Nhưng mà hôm nay thì em đặt được rồi đó nha em ơi. Rồi, mọi người chốt lên giùm em con này là cam nha mọi người, 35k luôn. Cái nút này mình có thể cài được nha mọi người. Ở ngoài không có chá đâu mọi người, cái màu trên like nó chá quá mọi người ơi. Ở ngoài màu rất đẹp cho em luôn. 35k vải bo rip co giãn cực kỳ xịn luôn. Cam 35 giùm em mình có đơn. EB Tuyền có cam 35 nè, Thi Chảnh có cam 35. Quá chị rẻ có 35k. Rồi hết cam mọi người, hết cam. Vàng nha, đổi có vàng giùm em luôn 35.000. Vàng 35 giùm em. Chị có xe quần jean mới đăng không chị Nguyễn Thư ạ? Giờ mới xem yêu cơ, cái đó là hàng hot lắm, không đủ hàng bán luôn á. Áo em mặc có nha chị Trân ơi. Áo em mặc là 69.000 nha chị, hàng rất đẹp. Áo em mặc rất xinh luôn mọi người, form đẹp nha. Cực đẹp luôn á mọi người nè. Yên tâm đi, không có sợ bị họ thấy áo lót bên trong luôn mọi người, yên tâm. Rất đẹp luôn. Chớ ơi, comment lại giùm em chị Trân ơi, comment lại cho em là áo hồng 69 nha chứ yêu. Comment lại giùm em áo hồng 69 nha. Rồi chốt liền em con này là vàng nha mọi người. Cái màu vàng cam á mọi người, rất xinh luôn á.
siêu nhân đỏ Mỹ Thái là gì vậy? Rồi áo hồng 69 cho Nguyễn Kiều Trân, ok chị yêu. Rồi chốt liền dùm em con này là vàng nha mọi người, 35k. Vàng 35 dùm em. Rồi còn con cuối cùng luôn nè mọi người. Còn con cuối cùng luôn, đỏ dùm em 35 luôn. Cái con này mặc tết xinh nha. Chắc vải bo rip dùm em, hàng này hàng shop xịn. 35 dùm em, hàng này hàng shop dùm em nha mọi người ơi. Chắc đẹp giả mang luôn. 35k, lên liền dùm em con này là đỏ 35 dùm em. Đỏ cho Suka. Đỏ cho Suka, hết. Rồi chốt liền dùm em con quần hồng này nha mọi người. Đỏ hết nha mọi người. Con quần hồng này mình chốt nha mọi người. Đây, đây, đây. Siêu phẩm gấu dâu về lại rồi nè. Bà nào mà chưa săn được cái áo này comment liền cho em. Mã là sơ mi gấu dâu trắng dùm em. Mã là gấu dâu trắng dùm em luôn. Hôm nay 45k, trời ơi. Đợt trước bán 80 ngàn mấy bà săn quá cho săn. Hôm nay bán 49k. Ôi, có túi luôn á mọi người. Nó đẹp, dẻ mang đẹp luôn á. Lên liền dùm em. Hôm nay chỉ về được trắng không có đen mấy bà ơi. Trắng dùm em nha, 49k. Trắng động. Chốt thêm cái quần hồng 39 nữa đi mấy bà. Quần hồng 39 dùm em luôn. Đây, trời ơi nó xuất sắc. Hồng dùm em 39. Quần hồng 39 dùm em, sơ mi là 49k. Cái này được mấy chồng vậy? Cái này chỉ được về được 20 cái gì? Về được có 20 còn nữa nên đủ không? Cái này về được 20 á. Nha. Cái này gì được 20 không lên lũ rồi đó. Để phía dưới đi coi. Cái này về được 20 mà chứ chốt rồi bỏ bill chung à. Rồi chốt liền dùm em, mã là sơ mi gấu dâu trắng dùm em 49. Còn quần hồng là 39k em đọc nha mọi người. Em đọc nha, chỉ được 20 cái thôi nha mọi người, không được nhiều đâu. Rồi. Thi chảnh có sơ mi trắng 49 nè. Trắng 49 cho Thúy Hằng. Chứ đọc bấm nha. Thi Chẩn có nè, Thúy Hằng có nè, Cảnh Tiên có nè. Hai trắng cho Bích Nhi. Hai trắng Bích Nhi. Sơ mi cho Mỹ My, Nguyễn My. Nhớ Villa có sơ mi 49. Áo chị mặc 69 nha Văn Anh ơi. Quần hồng 39 cho Thi Chẩn. Set gấu dâu trắng cho Phương Linh. Rồi, lấy set sơ mi cho Cảnh Tiên. Rồi, 6 sơ mi 6 quần cho Diễm My. Rồi, 6 sơ mi 6 quần cho Diễm My nha. Sơ mi gấu dâu trắng cho Hà. Rồi, một set cho Kim Nguyên. Kiếm đi chết cái chồng đó đi, không được rồi. Kiếm đi chết cái chồng đó mới được. Hết giấy hả? Bỏ vô đi. Rồi, để cho Kim Nguyên luôn đi. Để cho Kim Nguyên một set là hết luôn nha. Để Kim Nguyên một set là hết nha. Rồi, em hết nha mọi người. Em chỉ còn quần thôi mọi người. Chốt có em lấy quần. Quần dùm em 39k. Em chỉ còn quần thôi, hết set rồi mọi người. Chốt liền nha em, con này là quần đi 39k. Chốt liền em là quần 39 luôn. Mình mặc chung với lại set này cũng xinh mọi người. Comment cho em mã là set gấu dâu to. Set gấu dâu to dùm em luôn mọi người. Cái áo này xinh lắm luôn á. Lên liền em, cái này là set áo set gấu dâu to. Cái gì vậy? Rồi lên liền em, cái này set gấu dâu to đi, mặc cũng rất xinh luôn á. Cực đẹp. Khóa lên ngoài sao là 145 á Cẩm Tiên ơi. Rồi chốt liền em, con này là set gấu dâu to dùm em nha. Xuất sắc. Thêm cái quần hồng nữa, trời ơi nó đẹp. Quá trời, cái set nó dễ thương luôn á bà. Set gấu dâu to dùm em nha mọi người ơi. Áo là 49, còn quần có 39 ra. Nó rẻ, giả mang rẻ luôn. Áo 49 dùm em, quần 39. Set này không xinh, không biết cái gì xinh luôn. Ồ, đẹp lắm. Cái hình gấu dâu của nó to, đẹp giả mang luôn. Rồi chốt liền dùm em con này. Áo dùm em. Set này à, áo 49, còn quần 39 nha em yêu. Áo 49, quần 39. Quần hồng 39 cho Hà. Set quần hồng cho Nguyễn My. Rồi lên liền dùm em quần hồng cho Ngọc Nữ. Rồi còn con quần hồng. Quần hồng và áo nha mùi. Áo 49 còn quần là 39k. Lên liền dùm em áo 49 quần 39 là mình có đơn. Bao nhiêu ký giờ? Cái gì? Bao nhiêu ký giờ? Form này từ 40 đến 55kg là đổi lại được vừa hết mọi người ơi. Rồi comment cho em là sơ mi xanh nha mọi người. Rồi Ngọc Linh có quần hồng 39 luôn. Rồi comment cho em là sơ mi xanh nha mọi người. 39k. Không tin luôn, cái giá nhưng mà nó sốc. Giá nhưng mà quá sốc luôn á. Đây, rất đẹp cho em luôn. Mọi người ơi, mọi người kêu em về sơ mi quá trời luôn. Đợi em xách gấu dâu to đi Cẩm Tiên hả? Cẩm Tiên, đợi Cẩm Tiên á, đừng có bỏ xách gấu dâu nhỏ, bỏ xách gấu dâu to á. Cái view Cẩm Tiên á. Rồi lên giùm em con này là sơ mi xanh. Có lên áo kiểu đó Nguyễn Hồng Thư ơi, trò chuyện tí em yêu hôm nay nhiều hàng lắm.
Đây, chốt liền giùm em con này nha. Xanh giùm em 39 là mình có đơn. Xanh 39 giùm em nha. Tsunami này rất dễ mặc mọi người, từ 40 đến 65kg lại vừa giùm em. Chất của nó là KT lụa hàng xịn, không phải là hàng thường nha mọi người, có túi giùm em luôn. Phơm thì mặc rất xinh luôn, mặc đi mặc chúng lại quần tay ấy, mọi người cũng đẹp giảm hang luôn á. Rồi xanh giùm em nha. 39k là mình có đơn luôn. Tsunami xanh 39 cho Ngọc Ngọc Linh nè, Tsunami xanh 39 cho Ngọc Ngọc Linh. Ok Bích Nhi chờ chuyện tí em. Ok Kim Ngân nha, ok em. Rồi Tsunami xanh giùm em 39k. Tsunami xanh 39 cho Văn Anh. Còn nha mọi người chốt báo em nha. Rồi Tsunami xanh 39 cho Văn Anh. Rồi Tsunami xanh 39 cho Hồ Hà Hà. Có nha Ngọc Linh ơi, có nha. Rồi mọi người ơi, cho anh xin một lượt chia sẻ đi mọi người. Em bán cho mọi người với cái áo này 101, em bán cho mọi người 55k hôm nay luôn. Duy nhất ngày hôm nay luôn. Duy nhất ngày hôm nay mới có giá 55 nha mọi người. Nó rẻ gì mà rẻ dữ, không biết luôn, hàng nó hàng siêu xịn đó mọi người. Phải gọi là siêu VIP luôn á. Nè, cái hình in của nó quá đẹp. Lấy em áo hồng chị đang mang nữa, ok Văn Anh. Em đi Văn Anh giùm chế. Rồi lên liền em, con này là đen. Có một con duy nhất, không có con thứ hai luôn á mấy bè. Đen giùm em, 55k mình có đơn luôn. Thun 3158 hàng siêu cấp giùm em. Áo chị mặc là 69.000 nha Nguyễn Thị Thấm ơi. Áo chị mặc 69.000 nha em yêu. Đúng rồi, 66 quần á. Là cái đó đó, để ở đây nè. Không, áo dâu nhỏ nãy còn chồng nữa. Rồi, đen giùm em 55. Đen 55 cho Hoài Phương. In giùm chế đen 55 cho Hoài Phương nè. Quá xuất sắc luôn, lên chồng áo này rồi nữa, lên tiếp hàng nha mọi người. Áo chị mặc màu xanh một đen cho Kim Ngân. Rồi màu lính giùm em đi mọi người, 55k phơm quá đẹp luôn. Phơm này dưới 65kg vừa. Lính giùm em nha, 55k mình có đơn luôn. Màu lính này sang xinh. Lính giùm em 55 là có đơn liền. Màu lính 55 giùm em. Áo chị mặc hết trắng hay thấm ơi, còn 3 màu nha em. Trắng, đen và hồng. Ủa nhầm, đen, xanh và hồng giùm chị. Chốt trên like được giá 69. Rồi chốt liền giùm em con này màu đỏ đi mọi người ơi. Sắp tới thôi, mặc Noel giùm em cái đã. Mặc Noel cái xong mình mặc Tết tay. Quay ra cái mình mặc Tết thì Tết ta mọi người. Rồi hồng, áo chị mặc hồng 69 cho Thanh Ngân. Rồi lên em con này là đỏ nha mọi người ơi. 55k lên là như là đỏ 55. Phơm mình dưới 65kg vừa giùm em. Đỏ nha, 55k mình có đơn. Đỏ giùm em 55. Phơm đẹp, hôm nay hàng nhiều lắm mọi người ơi. Mà ít view quá. Hàng nhiều mà ít view quá mọi người ơi. Hôm nay bị tụt view nha. Rồi chốt lên em con này là xanh giùm em luôn mọi người. 55k tớp mặc mấy cái thun này tao nói xuất sắc 10 điểm luôn á. Lên liền em con này xanh nha, 55. Xanh 55 giùm em. Hàng thun xịn nha mọi người ơi, không phải là thun thường đâu. Hàng thun cao cấp giùm em 3158. Rồi con này giùm em là đen nha, 55k. Đen giùm em 55 luôn. Hàng mặc nhung. Con này mặc nhung luôn á mọi người ơi. Con này vải siêu VIP luôn á. Mình Lê gửi bill là đi đơn rồi đó em. Rồi chốt lên liền giùm em con này. Đen giùm em 55. Xanh 55 cho Mỹ Chi. Rồi đơn Quỳnh Lê chưa đi nha em ơi. Xanh 55 cho Mỹ Chi, đen cho Suka. Đen cho Suka. Hết đen nha mọi người, mẫu con cái nha, mẫu con cái comment trước thì có nha. Rồi, chốt liền cho em đi mọi người. Gấu trà sữa luôn 55k. Nè, hàng xịn nè. Comment liền cho em con này là gấu trà sữa nha, 55k. Con này mặc tốt. Bao ok luôn mọi người, mặc thoải mái rộng rãi rất xinh cho em luôn. Lên liền em con này là gấu trà sữa luôn 55. Vậy dòng đơn được đó Quỳnh Lê ơi, dòng đơn được đó em yêu. Rồi gấu trà sữa nha, 55k. Gấu trà sữa cho Somi nè, gửi tin nhắn Somi giùm chết. Có lên hoodie nha mọi người, khoác nhiều lắm. Chuẩn bị lên khoác luôn nha, thi rồi lấy khoác lên chế thi. Lấy khoác lại giùm chết. Rồi lên em con này là đen 55, mẫu con cái mọi người, chốt liền nha. Đen giùm em 55 mình có đơn luôn, đen 55 giùm em. Tối có like á Trăng ơi, tối có like nha em. Con đó giùm em là đen 55 nha. Rồi mẫu cuối cùng giùm em là xanh biển luôn 55. Xanh biển 55 giùm em. Xanh biển 55. Rồi mọi người chia sẻ cho em đi mọi người ơi, view ít quá không lên hàng được. Lên em con xanh biển 55. Xanh 55 cho Thu Ngăn Tràng Thị. Rồi hết xanh luôn. À xanh còn cái. Xanh 55 cho Thu Ngăn Tràng Thị hết luôn. Rồi tặng cho mọi người con áo này 19k lên liền nha em. Con này là hồng 19 là mình có đơn nha. Hồng 19 giùm em, bán tương tác thôi không có lời mấy bà ơi. Hồng giùm em 19. Hồng giùm em, phơm to dưới 65kg vừa. Có nha em ơi, có nha Suka ơi. Hồng giùm em nha mọi người ơi, 19k. Áo hung phơm gọng giùm em dưới 65kg vừa. Hồng 19 giùm em. Hồng cho em Bé Tuyền.
hồng cho Phạm Nguyễn Bảo Trân, Bảo Trâm. Có 19k lên liền dùm em, hồng cho Ngân Ngân. Rồi, chốt liền dùm em hồng 19 là mình có đơn nha. Thị Hoài có hồng 19, Bích Nhi có hai hồng 19. Áo chị mặc 69 nha Nguyễn Nhi ơi. Rồi hồng 19 cho Tỷ Gấu. Áo chị mặc là 69k nha, có màu hồng đen và bơ, màu hồng đen bơ. Cẩm Tiên có hồng 19. Rồi xuất sắc còn hai con, chốt liền hồng 19. Lợi gì mấy bà, bán 19.000 lợi gì? Mấy bà thường biết là ở thu nhập gấp tắt rồi đó mấy bà ơi. Tầm 30 mấy nghìn trở lên rồi đó. Em bán 19-29 là bán lỗ không, nó không có lợi mấy bà ơi. Thi Chảnh có hồng 19 nè, chốt liền nha em. Hồng 19 với Suka. Rồi hết nha, đưa phát qua chứ. Tiếp đi nhiều đi. Trời ơi mẫu con cái luôn á. Nè không điêu mẫu con cái luôn á. Mấy bà muốn chốt được con thứ hai cũng hơi khó đó. Con cái nha mấy bà. Rồi nhanh tay thì mình có được nha. Giá rẻ chưa từng có luôn. Quần chị mặc trước trên like được giá 99.000 nha. Trần Thu Ngân này, Thu Ngân Trần Thị. Đây quần chị mặc có kèm cái đai thắt lưng rất xịn. Quần này phải nói là siêu xịn luôn. Lưng cao giả mang luôn 99k. Chốt liền quần 99 dùm em. Kèm size up mà là. Rồi cái áo khoác này, áo khoác hàng nhung cao cấp dùm em. Cái áo này 150. 150 em sale cho mọi người 80.000. Chốt liền dùm em, con này là nhung xanh 80 đây. Bomber siêu vip luôn á. Nè, hàng đang 150 nè, mấy bạn sĩ ra trước thì cũng biết giá như thế nào rồi ha. Đây, chủ thiêu đàng hoàng luôn nha mấy bà. Lên liền em con này, xanh biển dùm em luôn. Xuất sắc. Đây, bên trong nè mấy bà ơi, xanh biển dùm em là mình có đơn 80.000. Xanh biển dùm em 80. Đây, chữ siêu vip luôn á. Áo khoác này gọi là áo khoác chữ B mấy bà, hot lắm. Cực hot cho em luôn, phơi mà dưới 65 chứ vừa. Xanh dùm em kèm giá 80. Xanh cho Huỳnh Lê. Xanh cho Huỳnh Lê. Rồi đỏ giùm em luôn 80 nha. Cái này là sale lỗ không có lời nha mấy bà ơi. Đỏ đó. Rồi cái con đỏ này như con xanh nãy luôn mọi người. Chắc hai lớp giùm em luôn. Đỏ giùm em luôn 80. Đỏ 80 cho Hoài Phương. Rồi đen nha 80 luôn. Đỏ tắt mặt. Đen giùm em 80. Trời ơi con này bán 150. Nhung của nó cao cấp mấy bà, hẹn hai lớp luôn quá xịn. Lên giùm em con này là đen 80. Đen 80 cho Hoài Phương. Hết luôn. Rồi chốt liền dùm em con này là xanh luôn nha. Rồi sale cho mấy bạn 65k luôn. Cái này sale lỗ không lời ngày nào luôn. Xanh dùm em 65. Nè trời quá vip luôn. Quá là xuất sắc luôn á nè. Xanh dùm em 65 này cái chắc nè. Hàng là hàng cao cấp dùm em luôn. Hàng này không có giá 65 đâu. Em nhập 19 mấy á. Đó rất xịn cho em luôn. Xanh 65 cho Bẹp Nhi. Xanh 65 cho Bẹp Nhi. Gì vậy? Cái gì? Đổi điện thoại gì? Sao vậy? Kêu gọi đổi đi không chịu. Đổi đi. Hả? Uống khác. Rồi chốt liền giùm em con ạ. Mã là Sumi Nâu giùm em nha mọi người. 39k giùm em. Phơi mày dưới 65kg vừa nha. Nha. Rồi lên liền nha em, con này là sơ mi nu dùm em. Sơ mi nu nha mọi người ơi, 39k. Rồi áo hồng chị mặc 69, chốt cho Nguyễn Thị Thắm ok em. Rồi áo hồng hết rồi nha mọi người, em hết hồng nha mọi người. Đổi qua xanh với lại đen dùm em nha. Rồi chốt liền nha em, con này là nu nha mọi người. Cái màu nu này đẹp quá, nam nữ mặc được cho em luôn. Nu dùm em 39k lên liền. Nu 39 cho Cẩm Tiên. Phơm rất đẹp luôn á mọi người. Nu 39 cho Cẩm Tiên. Siêu đẹp. Nu 39 giùm em. Đây một chú lại quần trắng giùm em. Đừng có nói chuyện. Nu 39 giùm Quốc Thắng. Rồi lên liền giùm em mã là Nu 39 nha mọi người. Nu 39 giùm Bích Nhi. Rồi lên mã là Nu 39 nha mọi người. Chốt kèm cái quần này giùm em. Kèm cái quần này 39 luôn. Mặc xếp đồ siêu xinh nha mấy bà. Chốt liền. Áo là 39, quần 39 giùm em. Kèm cho em là áo 39, quần 39. Lấy em thêm quần trắng nữa ok Cẩm Tiên. Quần này nè, quần này bỏ cho Cẩm Tiên nè. Rồi nu cho Thị Hoài. Áo 39, quần 39 siêu rẻ luôn mấy bà. Set đồ chưa đến 100.000 nữa nha. Chốt liền, áo 39, quần 39 giùm em. Set nu cho Phương Linh. Set nu là bỏ cái quần nó vô chế nha. Nè, cái mã set nu là bỏ quần tách ta vô. Rồi, set nu nha mọi người. Set nu, áo 39, quần 39 giùm em. Ok, có phải có gì kéo không? Bích chân chờ chứ 1 tí em yêu. Rồi, form này rất đẹp nha mọi người. Form từ 40 đến 65kg lại vừa cho em luôn. Nam nữ mặc được. Form unisex nha mọi người. Áo giùm em 49, áo 39 quần 39 giùm em.
Ok, ok, chăm em Bé Tuyền nè. Nguyễn Thị Hiếu có set nu. Ok em. Nguyễn Thị Hiếu có set nu nè. Áo chị mặc 69k nha Như Như ơi. Áo chị mặc 69k nha em. Đây còn ít nha mọi người, chốt liền giùm em nu 39 nha. Nu 39 giùm em, mình có đơn nha. Nu 39 giùm em. Lên con này là nu 39 nha. Rồi sơ mi xanh sale cho mọi người 59k, lên liền em con mã là sơ mi xanh 59. Rồi nu 39 cho Huỳnh Lê. Huỳnh Lê có nu 39. Rồi sơ mi xanh giùm em 59k, phơm bị dưới 65kg vừa giùm em. Chất của nó siêu dày luôn mọi người. Nè, mọi người xem cái chất của nó là như hàng Quảng Châu luôn nha. Đây cực đẹp cho em luôn. Rồi, lên liền con này giùm em là xanh giùm em. Xanh giùm em nha mọi người, 69k, xanh 69 giùm em. Cẩm Tiên ơi, cái này là áo khoác chứ không phải là sơ mi em. Lên chị là mã là xanh nha, 69k. Xanh 69 kèm giá giùm em nha mọi người. Lên giùm em con này là xanh 69 kèm giá mới để đơn được nha. Xanh 69 giùm em, cái nước coi. Bây giờ mọi người chia sẻ giùm em đi mọi người, chia sẻ giùm em đi. Cẩm Tiên ơi, kèm giá giùm chị em ơi, xanh 69. Mấy giờ dưới á, để bill set là được rồi, mai còn bỏ vô. Trời ơi, còn chàng trai vậy muốn không giống nè. Lên liền em con này là ghiêu, bán giá chấn động ngày hôm nay luôn, 69k. Trời ơi, cái màu ghiêu nhà em nó bán siêu nhiều luôn mấy bà ơi. Đây, màu ghiêu á, từ áo thun cho đến áo khoác đều hot nha mọi người. Ghiêu giùm em 69k, shop mình ở đâu vậy, qua lựa được không? Mỹ Giao ơi, số em mọi gạch góc nha chị yêu. Chị đến gạch góc thì chị gọi số giùm em nha. Rồi, Hoài Phương có ghiêu 69. Cái gì ăn cơm nữa hả? Giờ này ăn cơm nữa. Hoài Phương có ghiêu 69 nè. Cái gì? Hoài Phương có ghiêu 69 nè. Bích Nhi, Mỹ Xuyên. Đưa chết cái ghiêu đó, phải mẫu này không? Mỹ Xuyên. Rồi, Em hết mẫu đó nha mọi người. Em hết mẫu đó, mọi người comment cho em. Cái mã này được 2, còn 2 nè. Cái mã này được còn 2 nè. Rồi comment liền cho em cái mã này là khóa kéo. Comment liền cho em mã là khóa kéo nha. Đừng comment ghiêu nó bị trùng. Comment liền cho em mã là khóa kéo luôn. Con này 69k, khóa kéo luôn màu ghiêu. Hồi nãy bà nào chưa chốt con này thì comment lại giùm em. Rồi khóa kéo giùm em luôn 69. Nó như con ngải luôn mọi người. Rất đẹp. Phải nói là xuất sắc luôn. Lên liền giùm em con này làm khóa kéo. Chữ của nó nè mọi người, cái chữ này nó hot, cực kỳ hot luôn. Xuất sắc quá trời xuất sắc luôn. Khóa kéo 2 giùm em, Hoài Phương để 2 hết luôn. Hết cho Hoài Phương luôn. Rồi sáng này còn con nè. Sám này còn con nha. Sám này còn 69k lên liền. Ai nói đâu, không tin, không bao giờ tin cái áo này 69k. Điêu đâu, em không bao giờ điêu mấy bà luôn. Chốt liền em con này là sám nha, 69k nè. Mặt sau nào, quá trời VIP chưa, mặt trước nè. Siêu đẹp. Siêu dày dùm em luôn, phơm mà dưới 65kg vừa. Mã dùm em là sám 69 là mình có đơn. Sám 69 cho Kim nha. Nhưng mà nói là chế đang like tí chuyện khoản á. Ơi đưa chế cái chồng ghiêu đó ơi, mẫu gì vậy? Mẫu nãy á. Hết xám rồi phải không? Còn xám chứ mới lại còn không? Cái mẫu này, Cái mẫu này còn 2, cái mẫu này còn 2 nè. Rồi comment lên mã giùm em là ghiêu, khắc ghiêu giùm em con này còn 2 nha mọi người. Cái con này em còn được 2 luôn, 69k luôn. Đây bà nào nãy hụt thì chốt con này liền giùm em. Vòng chầm chị đang mang còn em yêu 39k tặng kèm cái hộp luôn. Vòng chầm chị đang mang 39k tặng kèm cái hộp. Ghiêu 69 cho Tú Hằng một cái, còn cái nha mọi người. Ghiêu 69 cho Hoài Phương luôn hết. Hết luôn. Mã khóa kéo thì còn một. Ai lấy mã khóa kéo thì báo em nha, 69k rẻ cả giá sĩ luôn, thật sự. Mã này mã khóa kéo giùm em luôn, 69. Mã khóa kéo. Lên giùm em mã là khóa kéo nha, 69k là hết luôn á. Là hết hàng luôn á mọi người. Đó, không bao giờ có lại. Không bao giờ có lại. Lên liền nhà em con này là khóa kéo giùm em luôn, 69k. Trời ơi nó đẹp. Chắc nó dày lắm luôn á. Khóa kéo giùm em nha, 69. Màu ghiêu này siêu đẹp rồi mấy bà. Màu ghiêu này siêu đẹp, siêu hot. Ôi, nó ngảo quá trời quá trời luôn. Lấy em thêm hai cái vòng chầm 39 ok em. Khóa kéo cho mi mèo. Vòng chầm 39 nghìn nha mọi người. Đây em không bao giờ điêu. Mang cái này á mọi người, kiểu nó như là cầu may mắn cho mình á mọi người. Thơm lắm luôn á, cực đẹp cho em nha. Mang cái này không biết bao giờ mà nó hư luôn. Có 39 nghìn. Thật sự luôn á, đầu năm mọi người thỉnh cái này đi mọi người. Thỉnh cái này về mang.
Cái này bao đỉnh luôn mọi người, có 39.000, mang lên nó xinh, giả mang xinh luôn, có 39.000 à. Bà nào chơi hỡi tâm linh thì mua nha. Bà nào chơi hỡi tâm linh thì mua giùm em, có 39k à. Vòng chầm 39 á, Bùi Thị Kim Thủy ơi. Rồi, chốt một vòng chầm cho Bùi Thị Kim Thủy nha. Ok em. Hai vòng chầm cho Thi Chẩn ok. Rồi, chốt nha mọi người, vòng chầm giùm em 39k. Để em cáo phát ghiêu dòng đơn dư liền đi bà. Ok tí Tú Hằng, ok em. Rồi hung giùm em luôn đi. Áo khoác đen còn không, em lấy hai cái. Cái gì? Vòng chầm một cái chứ mi mèo. Cái gì vậy? Có áo khoác đen không, em lấy hai cái đi. Có áo khoác đen á, có áo khoác đen ăn đổ rồi. Chờ chuyện tí nha em mèo. Rồi chốt liền em con này là thun nha mọi người. Còn sót có một cái là sale cho mọi người 35k. Thun hồng giùm em 35 luôn. Một con duy nhất bị sót. Thun hồng phơi mình dưới 65kg vừa. Rồi thun hồng 35 kèm giá giùm em. Con này giùm em là thun vàng 35 luôn. Có khoác ủ kem á Thúy Hằng. Rồi con này giùm em là thun vàng 35. Có một con duy nhất luôn nè. Thun vàng giùm em 35, hình gấu in nổi siêu đẹp. Thun vàng 35. Thun vàng 35, thun hồng cho kim ngăn. Rồi thun hồng cho kim ngăn, thun vàng cho mi meo. Hết thun hồng, hết thun vàng luôn mọi người. Rồi cái set này sale cho mọi người 59k. Lên liền nha em, con này là set hồng 59. Gấu tiêu mấy bà ơi, con này phải nói bán 99.000 mới xứng đáng. Chốt liền nha em, mã là set hồng. Set hồng giùm em 59k. Trời ơi, set ngố mặt nhà cũng xinh lắm. Set hồng giùm em nha, 59k. Form đẹp lắm luôn á. Set hồng 59 giùm em. Siêu xinh. Set hồng 59 cho Cẩm Tiên, comment trước. Cái này lọc máu lên chứ, lọc người thắng lên chứ. Xả sọc cái nóng này mới được mọi người. Hàng rất nhiều mà mẫu lẻ không mà một cái không à. Khó bán lắm. Rồi, lên em con dù luôn, xe cho mọi người 50 luôn. Dù này dù xịn đó mọi người, dù ai đắt đó. Rất khó. Có nón luôn nha, dù hai lớp giùm em 50, dù xanh giùm em 50. Đó, mấy bà mà thích mặc dù chút này, con này giùm em dù 50. Dù 50 nha. Dù 50. Dù 50 nha. Ok Mỹ Hảo, ok Miu nha. Hơi lát hay em, kệ em nha. Rồi chốt liền giùm em con dù nha mọi người, dù 50. Ê Mỹ Hảo đặt cái áo 2 giây không xuống lấy nha. Mỹ Hảo bơm hàng. Game cảnh báo Mỹ Hảo bơm hàng. Lên đặng em chốt bà. Ăn đổ ok Miu, chờ chuyện tí em hàng nhiều lắm. Mỹ Hảo bơm hàng kìa, Thi ơi game cảnh báo Mỹ Hảo bơm hàng. Rồi chốt liền em con này là Gil nha. Sale cho mọi người 70.000 luôn. Cái con này đang bán 99.000 nha mọi người. 99.000 nha, màu Gil siêu đẹp dùm em. Phơi mình dưới 65kg vừa dùm em. 40-65kg. Sale cho mọi người 70. Chốt liền em con này là Gil 70. Phơi đẹp lắm luôn á. Gil 70 cho Hoài Phương. Gil 70 cho Hoài Phương. Em hết rồi, có 1 con à. Chị em mới đi nhận hàng mà người ta nói hàng về. Hoàng về hả? Kim Anh kiểm tra đơn Kim Anh dùm chế thôi. Bấm vô kiểm tra đơn Kim Anh đây. Là tại vì lưu quá giới hạn đó Kim Anh ơi. Kim Anh ơi em lưu quá hạn đó em ơi. Nên mới bị Hoàng về á. Rồi liên bé áo chị mặc giá sao hả? Áo chị mặc là 69k nha. Rồi cái này về mọi người cài cút lại dùm em nha. Cái đầm này 65k nha mọi người. Chốt liền dùm em, mã là váy đen 65 nha. Váy đen dùm em 65k. Con này chắc vải siêu vip của... phải gọi là siêu vip luôn, mấy bà nhìn nè, chắc xương cá mọi người, đỉnh lắm luôn á. 65k là bán lỗ. Bán lỗ đó mấy bà, chốt liền em con này. Đen 65 giùm em body mọi người ơi, ôm đẹp cực kỳ đẹp luôn. Em mới nhận hàng, cảm ơn Mi Meo nha. Rồi chốt liền em con này là váy đen giùm em 65k. Váy 65 cho Ngân Ngọc Linh. Được nha Liên ơi, được nha Nguyễn Liên ơi. Rồi, đỏ giùm em luôn 59k, sắp tới Noel rồi chốt nghe mấy con đỏ này mặc xinh, giả mang xinh luôn. Đỏ giùm em luôn 65, chắc mà siêu dày. Siêu dày luôn mấy bà, đỏ nha, 59k, đỏ 59 giùm em. Đỏ 59 cho Cẩm Tiên. Rồi cái set này sale cho mọi người 89k nha. Hàng này hàng cao cấp giùm em không nhăn nha mọi người. Hàng cao cấp nha. Chốt liền giùm em là set be 5, set be giùm em 89k, set be 89 giùm em. Set be 89 giùm em. Có túi mini on nha em yêu, có túi nha. Đưa cái túi đi chứ, túi mini on á. Rồi chốt liền nha em con này. Chốt liền nha em con này là set nha mọi người. Ba áo cà rốt tốt ạ à, là sao ta. Rồi chốt liền nha em con này là set set nu nha mọi người. Set cho mọi người 89k. 89 cho Thị Hoài. Đây đây đây. Ôi mọi người cái này là mang ba lô được nè mọi người. Rất cưng luôn á nè vậy ha. Siêu cưng cho em luôn, vừa đeo chéo được vừa mang ba lô nữa. Cực cưng luôn á.
49k, chốt trên like liền giùm em 49k. Rất cưng con mén mà sao ngồi cực đẹp luôn á, vừa được vừa đeo chéo được và vừa mà ba lô được luôn. Cái túi rộng rãi nha, đựng tiền được nha mấy bà. Đựng tiền được, đựng được son, đựng được thẻ giùm em nha, tặng kèm cái bóp luôn, siêu đẹp. Cái bóp dễ thương ha. Có 49k không điêu luôn á. Đẹp lắm luôn, cực kỳ đẹp cho em nha. Rồi lên liền giùm em là túi 49. Túi 49 năm cái cho Hoài Phương, hai túi cho Ngòi Nhi. Rồi áo chị mặc là 69 nghìn nha Thúy Mỹ ơi. Trời ơi cưng quá nè mọi người xem nè, thật sự không có điêu, hàng đẹp, em nói hàng đẹp mọi người, đẹp lắm. Bên trong là rộng rãi luôn mấy bà, đựng son, đựng tiền thoải mái, đựng được cái thẻ luôn mấy bà. Đẹp. 49k, hà hà có túi 49 ok em. À matcha bước qua cái đó nhắn tin giùm chị đi em ơi, nhắn tin đi chứ trên like chị không có chế tin nhắn được em. Rồi, chốt nha mọi người, 49k nhận hàng với cho Facebook nha, nó dễ thương quá trời thương luôn. Mấy bà đó, mấy bà mà có em nhỏ hay có cháu, mấy bà mua đi về tặng cho cháu mình cũng ok nữa. Có 49k thật sự nó rẻ quá trời rẻ luôn. Nè, tặng kèm cái mấy bà cái bóp nè. Đó mấy bà mang đi tặng quà đi mấy bà, xinh ha. Xin mà sang giùm em. Có ba có 49k nó rẻ quá trời rẻ đi. Có 49k thôi, đẹp lắm. Rồi. À, như ý có nha em yêu ơi, có nha. Rồi. 39k giùm em, 49k giùm em. Thôi, giờ tặng cho mọi người cái chai nước hoa này đi. Rồi, 49 cho Khánh Di. Rồi, chai nước hoa chân dài nè. Em cái này em đang bán 99 nghìn. Em xả, hổm giờ em xả là 39 nghìn. Nhưng mà hôm nay em chia ăn cho những bạn đang xem live ở đây với giá là 29 nghìn nha. Ok chưa? Mình chốt liền cho em là nước hoa chân dài giùm em 29k. Trời ơi, bán 29 nghìn nó rẻ chấn động luôn. Nó thơm xỉu luôn mấy bà ơi. Nước hoa giùm em nha, 29k. Cái mùi nó ngọt, giả mang ngọt của mấy bà biết cái mùi scandal này đó mọi người. Nó thơm giả mang thơm luôn. Lâu, lưu hương lâu giả mang giùm em luôn nha. Lên liền giùm em mã là nước hoa 29k. Đây cái hộp của nó kỹ vậy nè, xịn lắm. Trời mới mở cái nắp ra thôi mọi người đã thấy nó thơm giả mang thơm luôn á. Có 29k thôi mấy bà, dùng khá lâu luôn mấy bà ơi. Đây giùm em nha. Cái mùi của nó ngọt, giả mang ngọt của mấy bà ơi. Này, mùi này đi chế cà rút thì bao ok luôn mấy bà ơi. Đỉnh, thơm. Có 29k lên liền giùm em nha. Chi ăn 100 chai duy nhất hôm nay chỉ trong cái like này, 29k xuống like không bán giá 29.000. Mọi người chốt liền giùm em đi mọi người. Nước hoa chân dài giùm em 29k. Mọi người thấy cái mã cái chai nước hoa này không? Nó hot. Nó hot giả mang luôn mấy bà biết rồi đó. Cái độ hot của nó thơm lắm. Cái mùi thơm ngọt giả mang luôn á mọi người. Thơm ngọt giả mang luôn á. Rồi, chốt liền giùm em mã là nước hoa chân dài 29. Mọi người comment một lần giùm em là mình có đơn rồi nha mọi người. Tí em đọc luôn ha mọi người. Thơm lắm. Khách của em mua nha, cho phép bách rất là nhiều. Mọi người có thư có thể lướt lại cái trang Facebook cũ của em. Mọi người, cái trang Facebook cũ của em nó bị hack. Em bán cái chai này phải nói là 1.000 chai thơm, giả mang thơm luôn. Bán 39.000 không có hàng bán. Hôm nay sale cho mọi người 29k. Trời ơi, 29k nó rẻ gì đâu, nó rẻ chấn động luôn. Rồi, chốt thì comment cho em một lần duy nhất thôi nha mọi người. Nước hoa chân dài dùm em 29k. Đây, kim ngân nè, bạn này chốt 10 chai nè. Đúng là chân ái luôn em yêu ơi. Về bán cho chị 100, 120 dùm chị nha. Thơm đau điếng luôn mọi người. Xuất sắc giùm em, 29k. 10 chai chân dài cho Mo Hoài Phương. Trời ơi nó thơm mấy bà ơi. Tôi nói thật sự nhận hàng cho Facebook liền giùm tôi đi. Lưu hương từ 4 đến 6 tiếng giùm em nha. Nếu mà mình ít hoạt động, mình làm văn phòng giùm em nha. Hoặc là mình đi học và mình ít hoạt động thì mấy bà có thể lưu hương cả ngày luôn mấy bà ơi, nó thơm lắm. Lên liền giùm em 29k. Cái này là em chi ăn nha, không phải bán rẻ vậy đâu nha mấy bà. Chi ăn nha. Cái này em nhập số lượng lớn. Số lượng lớn mới được cái giá này, em chi ăn cho mọi người nha. Rồi, mọi người lên giùm em là nước hoa 29k nha. Rồi, cưng để gì nó bị ấy đó. Rồi, thi chảnh có hai nước hoa chân dài 29, 5 nước hoa cho Ngọc Bích. Rồi, Cẩm Tiên có nước hoa 29. Cẩm Tiên có nước hoa 29, cái này bill tiết đường đua nguyên cái chứ luôn á. Để nó bị gớt bill qua. Rồi, Ellie Tiên có nước hoa 29. Nguyễn Thị Hồng Thư có nước hoa 29. Rồi, Ngòi Nhi có nước hoa chân dài. Hoàng Trinh có nước hoa. Thi Chảnh có hai nước hoa. Rồi, 10 chai nước hoa cho Hoài Phương. Nước hoa 29 cho Mi Mèo. Có 29k, nó rẻ lắm mấy bà, lên đơn đi thật sự. Tôi không có nói điều đâu. Rồi, 29 cho Như Ý là 29 cho Ngòi Ngọc Linh. Rồi, Hoàng Trinh có 29. Rẻ quá. Rồi, Nguyễn Thị Hồng Thư nước hoa 29. Rồi, Matcha Bước có nước hoa 29. Tí lượng cuộn bill lại nha chứ cỡ khó lắm. 10 chai cho Kim Ngân, ok em. Bích Nhi có. Quá trời xuất sắc. Rồi nước hoa cho Mộng Đình, nước hoa cho An Đỗ, nước hoa cho Ngờ Nhi, ok. Rồi chốt nha mọi người, chốt thì báo em 29k mấy bà mua tặng đi thật sự. Không ai nghĩ 29 nghìn luôn mấy bà ơi.
nó rẻ quá. Mấy bà mà bán shop nha, mấy bà bán shop nha, lưu ý giúp em nhập giùm em 50 chai về mình chưng tủ giùm em nha, mình chưng vào tủ kiến giùm em nha, thật sự luôn á. Khách vào hỏi bán 100, 120 giùm em, đừng bán 29 ngàn mấy bà ơi, nó thơm lắm luôn á. Ngọc Bích nè, ok, Ngọc Bích có nè, Minh Anh có, Ngọc Bích có 5 chai nè, Minh Anh có 1 nè. Body Mist có nha Miu ơi, lấy Body Mist giùm chế hay Thi ơi, Body Mist ngoài đó nè. Nhưng mà bên này nè, lấy Body Mist chích kính giùm chế, nó bị ra ngoài. Body Mist cái túi á, đựng Body Mist anh dưới kính á, dưới kính đó nè, ngoài đó. Thấy không? Trời ơi, nó thơm. Bây giờ toàn là mùi hot không mà bây giờ không biết bán cái mùi nào luôn á. Có cái mùi màu đen á, cái chai màu đen á. Chai màu đen thôi chỗ cung á. Trời ơi. Chốt liền giùm em chai Body Mist 39k. 39k trời, không tin. Rẻ mà rẻ dữ trời. Không xỉu luôn á. Trời ơi mấy bà. Có cây ăn luôn, có len luôn nha chị yêu, có len luôn nha. Linh xanh ok, Nguyễn Thắm chờ chị yên tí. Cho em lên mấy cái siêu phẩm này trước đi mọi người. Cho em lên mấy siêu phẩm này trước đi rồi. Trời ơi cái mùi nè. Intruder Night. Nó không xỉu luôn mấy bà, cái mùi này gọi là cái mùi. Cái mùi này cái chị Hà Linh á review rồi nha mọi người ơi. Ta nói nhức nách luôn mấy bà ơi. Em đã có dùng rồi nha mọi người, thật sự nó thơm, giả mang thơm luôn. Lên giùm em cái mùi này giùm em nha mọi người. Đen giùm em lên mọi người, comment cho em là đen là được. Đen giùm em nha. Chốt trên loại giùm em với giá là 50k. Lên liền giùm em con này là đen 50. Chỉ ăn cho 50 bạn duy nhất, đen 50. Đen 50 mình có đơn. Thơm nha, thơm giả men luôn mọi người. Rồi cái chai mini này nha. Cái chai mini này mọi người lưu ý giúp em là mọi người comment cho em là xịt mini giùm em là mình có đơn luôn, 39k, đừng có chọn mùi. Thật sự cái mùi nào nó cũng thơm, giả mang thơm luôn mọi người. Lên liền giùm em con này là đen, ơ nhầm, lên giùm em con này là mini 39k. Trời ơi 39k không tin luôn mấy bà ơi. Nó thơm, giả mang thơm luôn. Cái mùi này nó ngọt, giả mang ngọt luôn mấy bà. Cái mùi này cực xinh, cực thơm cho em luôn. Thơm quá luôn mấy bà ơi. Thơm lắm, rất thơm cho em luôn. 39k nha, đi học, cái này đi học, đi du lịch mang được nha mấy bà. Nhỏ gọn tiện lợi mấy bà ơi. Bỏ vô cái túi thôi mọi người, bỏ vô cái túi mini vẫn ok luôn. Có 39k, lên liền giùm em là Body Mist 39 là mình có đơn luôn. Body Mist 39 giùm em nha. Xuất sắc. Body Mist 39 giùm em là mình lấy mini giùm em nha. Body Mist 39 giùm em là mình lấy mini. Còn Body Mist giùm em, Body Mist 50. Body Mist 50 là mình chọn những cái chai này giùm em nha mọi người. Mình chọn những cái chai to giùm em nha. À, đang 50 với 29, ok tấm như ấy. Rồi, cái này giùm em nha mọi người ơi. Nhìn cái tua, nhìn cái nắp của nó nè mọi người. Thấy sang cho cái mùi Victoria này mọi người, thơm lắm luôn á. Thơm cực kỳ thơm luôn. Cái mùi này nè. Cái mùi này kiểu mùi trái cây á, mùi rất thơm. Nhìn cái nắp mà mọi người đã thấy hàng xịn sò chưa? Em bán chi ăn trên cái like ngày hôm nay thôi. 50 nghìn luôn một chai, comment cho em là Body Mist 50. Body Mist 50 giùm em sẽ bóc cho mọi người 3, 4, 5 cái mùi này nha mọi người. Ok chưa, em sẽ bóc cho mọi người 5 mùi này thật sự. Có 50 ngàn thôi mọi người. Mọi người tắm xong mọi người xịt lên giùm em nha. Xịt lên da giùm mọi người, nó lưu hương cả ngày cho em luôn. Thật sự, quá VIP. Có 50 ngàn thôi, lên liền giùm em con này. Body Mist 50 là mình chốt được nha mọi người. Body Mist 50 giùm em là mình chốt được cái chai lớn như thế này. Còn 39 ngàn là mình chốt chai nhỏ giùm em nha. Rồi, 50 giùm em và 39. Chốt liền giùm em 50 và 39 nha mọi người. Lên liền, Body Mist 50 và 39 giùm em. Body Mist 50 và 39. Rồi tấm như ý có đen 50 với nút hoa 29, ok em. Thị Hoài có Body Mist đen 50, Hoài Phương có 5 đen. Huỳnh Lê có đen 50, Trần Bích Trân có đen 50. Ok mọi người nha, chốt thì báo em nha mọi người. Chốt thì báo em nha. Rồi cái này còn được ít nha. Rồi tặng cho mọi người 49k luôn. Trời. Cái này gọi là siêu phẩm quốc dân nhà em luôn. Bán gì mà bán dữ, không biết khủng khiếp thật á. Nè nhìn nè, cái dáng của nó là dáng váy giùm em nha mọi người. Ở phía sau là quần giùm em luôn. Ở phía sau là quần giùm em nha, cực đẹp cho em luôn. Có lưng chùm, coi dáng thoải mái luôn. Lên liền giùm em con này là trắng giùm em 49k. Xinh giả mang xinh luôn, lưng cao cực kỳ luôn mọi người. Trắng giùm em 49 là mình có đơn luôn. À tí xuống lại mới chết mét được nha mọi người. Tí xuống lại mới chết tin nhắn mét được nha. Rồi mọi người chốt thì báo em con này là chân váy trắng giùm em 49k. Giá này rẻ lắm luôn mọi người, em đang bán 89 nghìn đó mọi người ơi. Chốt trên like mới có cái giá này giùm em nha. Trắng 49 giùm em, ở phía sau lưng chun nha mọi người. Ở phía sau lưng chun coi dạng thoải mái luôn. Ở phía trước kiểu như nó là váy giùm em nha.
ở phía trước kiểu như là váy giùm em, rất xinh luôn á, váy giùm em nha. Lên liền em con này là trắng giùm em 49k. Quần trắng, quần trắng đó 55kg vô tư em, 55kg vô tư. Lê Thị Ngọc Dầu phom quần chị mặc 99.000 nha em, phom quần chị mặc đây, xuất sắc lắm, 99k tặng kèm cái thắt lưng luôn. Chị đang mặc sơ ớt nha. Rồi chốt thì báo em nha mọi người, quần trắng giùm em 49k, quần trắng 49 giùm em. Quần trắng 49 giùm em mình có đơn nha. Rồi, đưa tiếp ốc phát quay chế. Quần trắng 49 giùm em mình có đơn. Rồi con này khoác trắng giùm em luôn, con khoác này dày dặn lắm, chắc siêu dày nha mọi người. Sale cho mọi người 55k, nhìn xem cái chắc không? Vip chưa? 55k giùm em, phơm đẹp nha, phơm dưới 65kg vừa. Trắng giùm em 55 mình có đơn luôn. Lên liền em con này là trắng 55 nha. Đây, chữ thiêu giùm em, hàng này hàng xịn nha. Trắng 55 giùm em. Trắng 55. Trắng 55 cho Hoàng Trinh. Trắng 55 cho Hoàng Trinh. Áo khoác đen chờ chuyện tí đi em yêu ơi. Áo khoác đen chờ chuyện tí đi. Rồi con này giùm em là xanh luôn, sale cho mọi người 70. Con áo này đang bán thôi, đang bán 99.000 nha. Rồi Trang em thấy xanh 70 giùm em. Xanh 70 giùm em phơm rộng nha, dưới 65kg vừa. Xanh 70 nha. Xanh 70 giùm em. Gì hết giấy hả? Xanh 70 nha mọi người, lên liền em con này là xanh 70. Thùy Dương à, tối nay có like nữa nha, có like lên, tí có like lên nha, Suka có like lên em. Em hỏi hàng mà không có ai ghép tin nhắn hết hả Thùy Dương ơi. À, nhân viên bên chị đang check tin nhắn, em chờ tin nhắn chị tí nha em. Rồi, Nhung giùm em nha mọi người, con này bán 150 ở shop luôn, hàng có nón giùm em, sale cho mọi người 80k chốt trên like giùm em. Chốt trên like giùm em mã là nhung đen giùm em 80 nha, hàng F4 siêu hot nha mọi người. Nhung đen giùm em 80. Nhung đen giùm em 80 nha. Chốt mã là nhung đen giùm em 80. Rồi chốt mã là nhung đen giùm em 80. Rồi mọi người chia sẻ đẩy view lên giúp em đi mọi người. Có bomber đó em, có bomber nha, chờ chuyện tí. Rồi cái này em đơn hàng sale, mọi người bóc chúng nằm lên đó cho mọi người nha. Rồi lên liền em con này thun trắng luôn, 25k giùm em. Thun trắng 25 giùm em, phơm dưới 65kg vừa giùm em. Thun trắng giùm em 25, mặc đóng thùng vậy nè, rất cưng luôn mọi người. Trắng giùm em 25, phơm dưới 65kg vừa, từ 40 đến 65 giùm em nha. Trắng giùm em 25k, thun giùm em nha, thun trắng 25. Chắc vải siêu dày nha mấy bà nè, chắc vải nè, siêu đẹp giùm em luôn. Thun trắng hai cái cho đẹp nhi. Trắng 25 giùm em nha, cái này bán lỗ không có lời. Trắng 25 giùm em, hai thun trắng cho Kim Ngân. Quá rẻ, 25k. Trời ơi, nó rẻ. Nó rẻ xuất sắc luôn. Nè, 25 giùm em, 40 đến 5, 40 65 giùm giùm em. Hoài Phương có trắng 25. Chắc vải hả, nhìn cổ áo nè, nhìn thấy thôi đó, tiệm này ha. 25k con, mặc về mặc với quần đùi ở nhà cũng rất xinh luôn mọi người. Mặc quần đùi cũng hợp luôn á. Đây, cực đẹp giùm em. Trắng 25 giùm em nha, xinh lắm. Trắng 25 là mình có đơn giùm em luôn. Rồi chốt thì báo em trắng 25 giùm em nha. Trắng 25 cho Suka. Thêm hai trắng cho Hoài Phương. Rồi hung trắng thêm một cái nữa cho đẹp nhi. Còn cái mọi người ơi, còn cái thì báo em nha. Hung trắng cho Hồng Thấm. 25.000 quá rẻ luôn. Xuất sắc. Đưa đầu quay chế đổi đâu nè. Ừ đưa mấy đầu đó quay chế. Like cho hết cái đống này mới được mọi người. Hàng một mẫu một cái rất nhiều luôn. Trời tí xả sóc cái đà luôn. Rồi cái này còn được một hồng một xanh xe mọi người 59k nha. Chất co giãn giùm em luôn. Quá trời vip luôn. Quá là xịn, 59k giùm em. Cái gấu của nó là gấu mai luôn mọi người, gấu mai luôn á, nó xịn lắm. Hồng giùm em luôn, hồng 59 giùm em. Hồng giùm em nha, 59k. Cái này mặc nhà cũng cưng nữa. Mặc ở nhà cũng cưng nữa, hồng và xanh giùm em 59. Set hồng 59 cho Thị Hoài. Còn set xanh nha, xanh lấy xanh báo em. Xanh giùm em luôn 59, sale không có lời một đồng nào trong cái set này luôn á thật sự. Giá làm gì có xanh 59 nè cho Suka. Suka nhớ kèm giá giùm chị nha em, vậy khó lắm á. Dầu thơm hai cái, dầu thơm 29 em đổi lấy vùng đen 39 được không? Minh Anh ơi, hồi nãy có chút bill là không đổi được em yêu ơi. Có chốt rồi là không đổi được đâu em. Em chốt thêm cái quần nữa đi, có 39k à. Rồi, chốt thêm giùm em cái con này nha mọi người, xanh lá giùm em luôn. Set này đang bán 120.000 ở shop. Em sale cho mọi người 80k, chốt liền em ở set xanh 80. Mọi người cái set này em thấy mấy chị đang bán 150-200.000. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn à. Nè, xuất sắc. Xanh lá giùm em luôn 80.000. Cái quần bí mọi người nó cưng à. Bên trong có lót quần, cái set này mặc cực kỳ cưng cho em luôn.
xếp bí nha, 80. Xếp bí 80 giùm em. Ê, lấy len giùm chế ha. Thôi, thi rồi, vô phòng lấy len giùm chế ha. Thôi, một túi len đi. Rồi, lên giùm em mã là set, set xanh giùm em nha, 80. Xanh 80 cho Bích Nhi. Trời ơi bà, bên điện thoại tôi rồi. Xanh 80 cho Bích Nhi. Em nhận hàng rồi chị, hàng đẹp lắm. Chị yêu, cảm ơn Phạm Thị Mỹ Duyên, cảm ơn em yêu nhiều nha. Rồi, chốt liền em, con này là vàng nha, sale cho mọi người 35k. Vàng giùm em 35. Đây, mặc vậy giùm em nha, rất xinh luôn. Vàng 35, có khoác nha em ơi, chờ chuyện tí nha mọi người, hàng nhiều lắm mọi người đừng có hỏi em. Mẫu lẻ có 1-2 cái, mọi người chờ em tí đi em lên xem kể cho mọi người săn đủ hàng. Rồi, lên em con này là vàng nha, 35k. Chốt liền em con này là vàng 35. Chất của nó là mọi người ơi, chất của nó là chất bôi zip nha. Vàng giùm em 35 là mình có đơn nha. Con này giùm em là vàng 35. Vàng 35 cho Mimeo. Rồi một con 35 duy nhất luôn à. Sale cho mọi người 39k. Comment liền cho em mã là trắng 39 giùm em, áo Babydoll nha. Trắng giùm em 39. Một con duy nhất luôn, trắng giùm em 39, form 40-55kg vừa. Trắng 39 giùm em. Trắng 39 cho Bích Nhi. Rồi, chốt liền 39k hết hết trắng đó, mọi người chốt liền nha em con này. Tím môn 39k, trời ơi hàng người ta hàng bán 200 mấy. Cái bà săn được có 39.000 thôi là nó rẻ xuất sắc luôn á. Rồi lên liền giùm em con này là tím môn nha, 39k. Trời ơi kèm giá nha mấy bà ơi, kèm giá. Kèm giá để mắc lượt nè, thật sự đẹp lắm. Nè, cái tay thôi cũng xuất sắc nữa. Tím môn 39 cho Yến Phương. Tím môn 39. Trời 39.000 nó rẻ quá trời rẻ. Màu xám nè, trời ơi, màu xám giấu quần luôn, tôm rộng. Xám giùm em 39. Mẫu, mọi người, áo này áo len mẫu con cái à. Chốt liền em con là xám 39 luôn, con cái à. Xám 39 cho Suka. Con cái thôi. Rồi con này, comment liền cho em mã là 19k luôn đi. Cái này là khoác đó mọi người. Kiểu là khoác đó, 19k, comment cho em là khoác, khoác len đi mọi người, 19k luôn. Khoác len 19 giùm em nha, cái con này khoác giùm em luôn, mặc ấm. Khoác len giùm em 19, một con duy nhất luôn. Có đỏ đó Kiều Trinh này. Có đỏ nha em. Khoác 19 cho Bẹp Nhi. Con này em bán 49k. Bà nào may mắn thì săn được. Con này phải nói là hàng 200 mấy luôn á. Hàng quá trời xuất sắc luôn á nè. Đẹp, giá mang đẹp luôn. Rồi khoác 19 cho Bẹp Nhi hết. Chốt liền nha con này. Be 49k giùm em. Be 49 giùm em. Suka có 49 nè. Suka có 49. Con nào mà xịn là em bán xịn thôi. Rồi con này nó bị dính màu một tí nha, theo cho mọi người 29k. Lên liền nha em con này là váy, váy giùm em 29. Cái con này váy suông nha, mọi người mặc siêu ấm luôn. Váy suông giùm em 29k, chợ nó mặc ấm, giả mang ấm luôn mấy bạn. Đi Đà Lạt mặc con này thôi, nó xuất sắc. Váy giùm em 29k, váy suông á. Váy suông mà loại lông á mọi người, rất xịn. Rồi váy suông cho Thị Hoài. Rồi một con nữa nha, một con này nữa nha. 39k lên liền giùm em con này, xanh giùm em 39. Xanh họa tiết nè mọi người ơi, nó hot, hồn hộp luôn. Xanh giùm em 39k. Xanh 39 là mình có đơn nha mọi người. Xanh 39 giùm em. Xanh 39 nha. Váy em hết rồi mọi người, váy em hết rồi mọi người, chốt không là xanh 39 giùm em. Rồi áo chị mặc Hạnh em ơi, 69k nha Miu. Áo chị mặc 69k nha, ok Kim Anh. Kim Anh ơi, chị đang kiểm tra lại đơn đó em. Rồi váy này giùm em luôn mọi người, sale cho mọi người 29k luôn đi, có một con à. Còn có một con là lên liền em là body, body hồng 29. Body nhúng á mọi người nè, mặc vào nhúng vậy cho em nè. Đó, lên phơm vậy luôn, y chang vậy đó. Xinh lắm, 29k. Hồng giùm em 29. Xanh 39 cho Thùy Dương. Xanh 39 cho Thùy Dương, hồng 29 giùm em. Yến Phương có hồng. Yến Phương có body 29. Rồi Nguyễn Thị Thắm. Đây, con áo này đúng không mọi người? Mọi người hỏi con áo này, đợi em tí nha. Cái con này còn nhiều không Thi? Con này còn nhiều không? Có nhiều. Hết rồi hả? Còn 5 cái hả? Còn 5 cái hả? Rồi chốt liền giùm em còn có 7 cái không? Rồi chốt liền giùm em giá 1.15 luôn. Xuống like bán 140.000, chốt trên like là 1.15 nha mấy bà. Xanh giùm em 1.15 là mình có đơn luôn. Quá trời hàng nữa xịn. Hàng là len Quảng Châu á mọi người, shop đang bán 200 mấy giờ đem ra bán 115.000. Trời ơi, phơm dưới 40-65kg vừa, không riêu luôn á, mặc lên phơm rất xịn. Nhìn nè, nhìn cái chất nè, nó xịn giả mang luôn. Xanh 1.15 cho Nguyễn Thị Thắm. Rồi chốt liền em con này xanh 1.15. Chỉ có chốt trên like mới có giá này, mọi người xuống like bán 140 nha. Em không bán, chốt trong tin nhắn em không bán 1.15 được.
hàng này xịn lắm. Hai xanh cho Nguyễn Thị Thắm, lên liền nhà em là xanh 1 15, phải nói là em bán gần 500 con mọi người ơi, xuất sắc chắc phải nè, đỉnh lắm luôn á. Rồi xanh giùm em 1 15 là mình có đơn. Cái này không có màu cam đâu Suka yêu ơi, không có em. Cái này lên liền nhà em con là xanh 1 15 nha, xanh 1 15 cho Nguyễn Thị Thắm hai cái nè. Xanh 39 là cái áo len á, áo len xanh 39 á. Mới về được cái quần này mấy bà ơi, tao nói. Đây đây đây, cái quần này tối em mặc lên, trời ơi. Form của nó phải nói là xuất sắc 10 điểm luôn á. Nè, ở phía sau lưng của nó nè, có lưng chun co giãn nha. Quần này phải nói là quần chuẩn cao cấp 100%. Thật sự luôn, cái form của nó quá chị xịn mấy bà ơi, hai nút luôn á. Cái này của nó có hai nút chứ mình cài lại luôn á, nó xịn lắm luôn á. Rồi, cái quần này free size từ 40 đến 55kg, mọi người quay lại vừa giùm em nha. Che được bắp đùi to ok luôn mấy bà ơi. Rồi lên liền em con này quần đen giùm em, chốt trên like giá là 99k, xuống like bán 101, chốt trên like được giá tỷ nha mấy bà. Cái form quần mà, trời ơi, mua con quần này xứng đáng đồng tiền luôn, cái chất vải của nó xịn xuất sắc. 99k giùm em form nè, bao mê luôn mấy bà ơi, quần ống rộng giùm em luôn. Lên liền em con này là quần đen giùm em 99, hôm 40-55kg lại vừa giùm em. Nhìn cái eo nè, đó nhìn cái eo thấy hàng xịn chưa, hàng chuẩn form của mấy bà. Đó lưng cao giùm em nha, cực đẹp, 99k giùm em, lưng siêu cao 99k, quần đen giùm em 99. Cái này quần này quần cao cấp mọi người, không phải là quần thường đâu, quần xịn lắm. Rồi Ly Quỳnh có quần đen 99 nè, quần đen 99 giùm em nha mọi người. Hàng siêu đẹp, vải siêu xịn, nhận hàng cho phép bắt giùm cái nha mọi người. Đây nhìn thêm cận chất nè, xuất sắc vô VIP lắm, 99k. Lên liền nhà em con này đen 99 giùm em, lưng cao nữa mấy bà, lưng cao lắm. Ok ok Suka được nha em, tí gửi bill qua Zalo giùm chị nha em yêu. Rồi quần đen giùm em nha, 99k, nhận hàng cho phép bắt liền con quần này 10 điểm, thật sự phải 10 điểm, hàng siêu đẹp. Rồi quần đen giùm em 51kg mặc vừa em yêu ơi, 51kg mặc vừa giùm chị nha. Ở phía sau của nó là chun nha mọi người, ở phía sau là chun nha, thoải mái luôn. Ở phía sau là chun giùm em, ở phía trước là bản cạp, mặc lên form gấp thoải mái giùm em luôn. Ở phía sau lưng chun nha mọi người, co giãn hoạt động thoải mái giùm em nha, form đẹp, có túi luôn. Chuẩn thì đừng kim mũi chỉ, 99k quần, chốt trên like được giá sỉ nha. Tí xuống like mọi người thấy hình mẫu mặt là mọi người mê liền, form lên gấp đẹp. Rồi 99k lên liền giùm em, đúng rồi nha mọi người, Nguyễn Bạch Diệu, Nhi, Diệu Hăng ơi. Đúng rồi nha, 40kg vừa đó Thiện Hoài ơi, 40 đến 55kg em yêu, 40-55kg là vừa. Rồi sale hàng tiếp nha, sale hàng tiếp nha. Rồi còn có một con áo áo dâu nè, chốt liền em đi, trắng 35 luôn. 3158 em nhắn tin Zalo nha Diệu Hăng, nhắn tin Zalo dùm chế nha. Rồi dấu dâu dùm em 35k con duy nhất luôn, trắng 35, trắng 35 dùm em, trắng 35 dùm em. Rồi xanh dùm em luôn, trắng 35 cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi xanh dùm em 35, quần 99 cho Nguyễn Mỹ Xuyên, xanh dùm em 35, em hết trắng. Lên em con mã là xanh 35, xanh 35, em hết trắng nha mọi người. Rồi vàng dùm em 35, vàng 35 dùm em, xanh vàng dùm em, xanh vàng và hồng dùm em 35k, xanh vàng hồng dùm em 35. Siêu hot mấy con áo này luôn, hot lắm. Xanh vàng hồng dùm em nha, hồng dùm em luôn 35, vàng 35 cho Thiện Hoài. Rồi còn xanh với lại hồng nha, đứa cái xanh lại chết, đứa xanh lại chết. Xanh và hồng dùm em, vàng cho Thiện Hoài. Rồi còn xanh với hồng nha mọi người, còn xanh với hồng dùm em 35k. Nhìn gói áo nè, xịn chưa, nhìn gói áo là thấy xinh rồi đó mọi người, 35k à, chốt liền. Xanh 35 dùm em và hồng 35, phơi mày dưới 65kg nha mọi người. Xanh và hồng dùm em 35k, xanh và hồng dùm em 35. Rồi con này áo khách dù á mọi người, áo khách dù á đang bán 99 ngàn, xả cho mọi người 75k trước trên like luôn đi, lỗ á, tao lỗ đó. Thế nào, xanh 35 cho Nguyễn cái gì, xanh Nguyễn Mai Linh khách mới mà chưa cho xuống đội nè, xanh để cho Thị Hoài. Rồi lên liền em con này vàng 35 cho Hạnh em, vàng hết rồi em hết vàng à, em hết vàng, em còn hồng thôi à. Xanh kìa, xanh in bill đi. Quần 99 là cái quần này nè, Mỹ Xuyên, quần 99 với Mỹ Xuyên. Rồi chốt liền em con này, dù giùm em, dù hai lớp nha mọi người, dù hai lớp giùm em 75k, hàng này đang bán 99 ngàn, siêu đẹp. Dù giùm em 75, đây phom rộng giùm em, bên trong có hai lớp luôn á. Rồi dù giùm em nha, dù là mình có đơn luôn, chốt liền giá 75k, quá rẻ.
chốt liền 75. Rồi, chốt con áo Mochino này giùm em với giá là 22k luôn. Trời ơi, nó rẻ xỉu luôn á. Dù 75 cho Ly Huỳnh, dù 75 cho Ly Huỳnh. Rồi, thun đen giùm em 22k, comment đúng mã nha, thun đen 22. Con này đang sale 39.000, hôm nay sale 22.000, tao nói rẻ, tao nói lỗ hơn con nửa giá luôn á mọi người. Mochino giùm em luôn. Rồi, lên liền dù thun 22 giùm em, phơm thì dưới 65k. Phơm thì dưới 65kg. Thun giùm em 22k, ba cái thun 22 cho kim ngân. Trời ơi, rẻ đẹp. Ba cái cho kim ngân. Ba cái 22 cho Hoài Phương. Thun 22 cho Nguyễn Quỳnh Như, thun 22 cho Hồng Thắm. Rồi, thun 22 ba cái cho Thiện Hoài, còn hai cái để cho Thiện Hoài luôn. Còn hai cái để cho em luôn. Rồi ơi, cái con áo ống hồi nãy mọi người hỏi nè. Hồi nãy mọi người hỏi này. Hồi nãy mọi người hỏi nhiều có màu nhiều màu không mà bây giờ em còn nha. Bây giờ em còn được màu đen. Đây trời ơi, nó VIP. Mà nói là mặt xuất sắc luôn á, 29k. Trời ơi, coi dạng 40-55kg vừa giùm em. Mặc vậy thôi là mặc cái áo khoác ngoài không xinh nữa. Lên liền giùm em con này. Đen 29 là mình có đơn luôn, hai lớp giùm em. Bên trong là một lớp thun nha, bên ngoài của nó là một lớp von. Quá trời xuất sắc luôn á. 29k luôn, làm liền. 295 cái cho Hoài Phương. Năm cho Hoài Phương. Rồi, năm cho Hoài Phương, hai cho Bích Nhi. Hai cho Bích Nhi, một cho Ngọc Nữ, một cho Thiện Hoài hết luôn. Rồi. Ngọc Nữ, Thiện Hoài, Nguyễn Mai Linh, Suka. Rồi, có 29k lên liền với mấy bà, rẻ lắm. Đẹp nha. Tôi nói đẹp là đẹp, phơm 40-55kg mặc vừa. Mặc vào nó ôm ngực, mặc đến đâu ôm ngực tới đó giùm em luôn. Hàng phải nói là siêu đẹp giùm em. Cái van chất là lấp lánh đó mọi người, kiểu nó làm kiểu nó tạo cảm giác lấp lánh đó mọi người, rất đẹp giùm em luôn. Bên trong mặc vậy cho em ha, rất xinh. Có 29k rẻ lắm. 29k về bán 5969.000 nữa bà, bán đi. Đặc sự rất lời. 29k lên liền em nè, coi giảng nha. 29 giùm em. Comment cho em là ống đen giùm em 29 là mình có đơn. Ống đen nha, là mình có đơn, có 29k nó rẻ lắm. 29 giùm em nha. Rồi, tặng cho mọi người con áo hôn này luôn đi. 22k. Comment cho em là xanh biển 22 đi. Rồi, xanh biển ha. Cho chút xanh cây kéo coi mấy đứa. Xanh biển cho 22, xanh biển 22 giùm em. Thêm một đen, thêm một ống đen cho Thiện Hoài. Thêm một ống đen cho Thiện Hoài. Thêm một ống đen cho Ngọc Nữ. Rồi, lên liền em con này. 22k. Trời ơi, chưa từng bán cái giá này bao giờ luôn. 22.000, ta nói lỗ hơn phân nửa giá luôn á mọi người. Xanh biển 22 cho Thị Hoài. Có 22.000 rồi mấy bà. Nó bằng ly trà sữa. Bằng ly trà sữa đó mấy bà. Phong đẹp lắm luôn á. Hai dưới 65kg vừa nha. Mặc vậy cho em nè, đóng hùng vậy nè. Đó, xinh rồi đó. Mặc đóng hùng vậy cho em là xinh. Xanh 22 cho Bẹp Nhi. 22.000, không tin đâu, cái giá này quá rẻ. Hồng Thắm có 22. Xanh giùm em 22, Mickey rất dễ thương quá mọi người. Xanh 22 giùm em nha. Phơm này từ 40 đến 65kg lại vừa cho em. Chắc co giãn giùm em luôn. Xanh 22 cho Nguyễn Như Quỳnh. Xanh 22 cho Triệu Duy. Xanh 22 cho Thị Hạnh Nam. Thị Hoài hai cái. Rồi, Thị Hoài hai cái. Rồi, xanh Yến Phương còn một. Còn một, chốt liền. Xanh 22 là mình có đơn luôn nha các bạn. Xanh 22 giùm em. Rồi, chốt luôn đi. Làm luôn con này đi. Hồng luôn đi, 22 luôn đi, xả luôn đi cho hết. Hồng 22 luôn đi các bạn ơi. Hồng giùm em 22. Cho em hỏi có lên đằng sau đi ạ. Áo lên nào vợ em yêu? Cái lên này Quỳnh Như. Áo lên này là 145 và áo này 129 em yêu. Rồi, hồng lên liền, hồng giùm em 22k luôn. Khoác chờ chuyện tí đi nha. Anh Thư ơi, nhiều hàng quá. Chờ chuyện tí đi em. Hồng giùm em 22k. Đây, phơm giấu quần giùm em đó. Thấy bà mặc siêu xinh cho em ha. Đây, mặc đóng thùng vậy cho em là hồng 22 lên liền. Hồng 22 giùm em. Cái màu hồng dâu ngoài nó dễ thương lắm luôn á. Hồng 22 cho Hồng Thắm. Hồng 22 cho Quỳnh Như. Hồng 22 cho Nguyễn Mai Linh. Hai hồng cho Bích Nhi. Thị Hoài có hồng. Hồng 22 giùm em. Siêu đẹp, phơm mà dưới 65kg vừa. Ồ, phía sau nó có một cái hình to nè mọi người. Dễ thương quá, chị dễ thương luôn á. Hai hồng cho Kim Ngân.
dễ thương lắm. Mấy bà mặc chúng là quần trắng, quần xanh, quần đen gì cũng đẹp chứ mấy bà. Áo thun mà dễ mặc giống quần vậy nè. Đó mà chị thôi là xinh rồi đó mấy bà. Hồng giùm em còn 2 chiếc 22k, cái giá rẻ hơn ly trà sữa nữa. Thật sự quá rẻ, 22.000. Đẹp nha. Cái hình in không bao giờ bong chóc giùm em luôn đi. Hình in không bao giờ bong chóc. Mỹ Duyên có 22 nè, một con duy nhất luôn. Còn con chốt báo em hồng 22. Hồng 22 giùm em nha. Hồng 22 mình có đơn. Lấy vài mẫu crop top mình chế thi rồi. Hồng 22. Vài mẫu crop top đi chế bán hàng mới nè. Hồng 22 nha. Con duy nhất luôn. Còn con duy nhất chốt hồng 22 giùm em. Trời ơi con nâu này. Siêu dày luôn á, trời ơi cái chữ dập phòng luôn, chữ nổi luôn mấy bà. Chữ nổi luôn. Bao nhiêu? 59k. Cái áo người ta bán 101, em bán 59k. Trời ơi rẻ. Rẻ giả mang rẻ luôn. Chốt liền. Còn nha, còn nha. Ống đen phải không? Đây nè. Nhiều. Rồi, nâu giùm em luôn 59. Nâu 59 là có đơn luôn. Chắc co giãn. Nè cái chữ của nó nè. Siêu đẹp, nâu giùm em 59, nâu 59 thị hoài hết. Rồi cái áo này 39k làm liền nha mấy bạn, làm liền nha. Trắng, đen. Trắng đen nâu giùm em 39k. Không ai bán cái giá này luôn, quá rẻ đi. Trắng nâu đen giùm em 39 nè, cái chất của nó nè. Mát lạnh luôn á. Đó, xinh lắm luôn á, 39k chỉ có trên line này luôn. Đen, nâu giùm em nha. Nâu, đen. Đen giùm em. Cái chất mát lạnh luôn, 39k. Nâu trắng đen giùm em kèm giá 39 là mình có đơn. Nâu trắng đen giùm em kèm giá 39k. Thun của nó là thun lạnh mọi người ơi, mặc đến đâu ôm đến đó, rất xinh cho em luôn, xịn lắm. Rồi chốt liền. Một nâu, hai đen, hai trắng cho kim ngân. Một nâu. Hai đen. Hai trắng cho kim ngân. Từ từ mọi người ơi. À, trắng nâu 39 cho Thị Hoài. Trắng nâu 39 em hết đen rồi nha mọi người, em không chốt đen nữa nha. Nguyễn My có nâu 39. Em còn nâu với trắng rồi mọi người, đổi qua giùm em nha. Em hết đen luôn rồi, em hết đen rồi. Nâu 39 cho Nguyễn My, trắng 39 cho Nguyễn Mỹ Xuyên. Em còn trắng với lại em còn trắng với nâu, em hết đen. Em còn trắng với nâu, em hết đen. Nguyễn Mai Linh có trắng. Trắng 39 cho Nguyễn Hồng Thư rồi, hết còn nâu. Còn nâu thôi, bốn cái nâu. Bốn cái nâu giùm em nha. Cái nào nâu mấy bà đừng có chơi, nó đẹp lắm. Nâu cho Huỳnh Lê. Cái nào nâu nó xinh giả mang xinh luôn. Ở trên line nó ra màu khác á, nó ra màu sáng hơn tí, ngoài màu nâu đậm. Mặt nó trắng da, nó nghiêng về đen hơn mọi người, nó nghiêng về đen hơn. Màu nâu nè, lên da mấy bà nhìn xem nè, lên da thôi đã thấy tôm da giả mang rồi đó. Lên da thôi đã thấy rất xinh rồi. Nâu giùm em 40-55kg vừa. 39k. Nâu 39 giùm em. Nâu 39 giùm em còn 3 chiếc. Nâu 39 còn 3 chiếc báo em. Nâu 39 cho Nguyễn Thị Thấm. Nâu 39 giùm em nha. Nãy giờ chưa chốt tới bill mấy đó luôn hả? Bỏ bill cỏ hàng không kịp đúng không? Nâu 39 giùm em nha mọi người. Chốt liền nha em con này, nâu 39. Phơm siêu xinh nha, phơm đẹp lắm. 40-55kg lại vừa. Rồi nâu 39 cho bé Vi, nâu 39 cho An Đỗ. Rồi con này vàng nè, theo cho mọi người là 35k. Vàng 35 còn được 2 con. Cái chữ của nó nè, bước rượt luôn. Quốc Khánh này nãy có đọc tên em yêu không? Quốc Khánh này nãy có đọc tên em không em yêu? Hãy có đọc tên là có đơn á em. Rồi chốt liền giùm em con này vàng 35k. Vàng 35 chiến phương. Còn con luôn. Vàng 35 bỏ lọ nè trời. Mặt siêu xinh ha mấy bạn. Cắm hồng vậy nè. Đó cưng ha. 35k. Vàng giùm em 35. Chắc coi giảng 40-55kg vừa. Vàng 35. Vàng 35 cho kim ngân. Rồi. Cái này còn hồng luôn á, còn hồng với nu luôn á. Còn hồng với nu luôn, nãy giờ quên màu luôn mấy bà. Cái mẫu nãy hết màu khác rồi Thi Quỳnh ơi. Chốt liền cho em con này. 29k nha. Trời ơi nó cưng lắm mấy bà yên tâm đi. Mua cái áo này về thật sự nhận hàng, kiểm tra hàng giùm em. Xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á mọi người. Nó đẹp xuất sắc luôn á. Ống giùm em, áo ống giùm em 29k. Mít kèm thêm cái áo khoác ở ngoài thôi, tao nói nhức nách rồi đó. Xuất sắc chưa? 29k giùm em nha. Đó, coi dạng 40-55kg vừa. Màu nu nè, xinh lắm. Trắng đen nu giùm em. Trắng đen nu hồng. Trắng đen nu hồng giùm em 29k. Cái màu nu nè, đẹp. Quá đẹp luôn á.
xuất sắc. Nu 29 cái này em. Chắc dày dặn luôn mọi người, dày lắm. Nu giùm em 29 nha, mặc lên vậy nha mọi người. Xinh lắm, mặc đến đâu ôm đến đó giùm em luôn. Nu hồng trắng giùm em, nu hồng trắng đen 29k. Nu hồng trắng đen 29k. Công nhận chị này bán rẻ nhất Facebook. Thi Huỳnh cảm ơn em yêu rất là nhiều nha. Nếu mà bán rẻ thì tách tên bạn bè vào muốn hộ chị nha em yêu. Ngọc nữ có hồng 29 là ok em. Rồi, hồng trắng nu giùm em 29k. Rồi, Nguyễn My có nu, Nguyễn My có nu 29 ạ. Nguyễn My có nu 29. Có cả đen và trắng nha mọi người ơi, có cả đen và trắng giùm em. Trắng giùm em và đen. Trắng và đen giùm em luôn, trắng đen hồng nu 29k không tin. Cái giá này nó quá rẻ luôn mọi người, nó quá rẻ luôn á. Mọi người có tin không, em lời 1-2 người một cái áo á, thật sự nhờ số lượng thôi. Quá rẻ, 29k. Trắng hồng nu đen giùm em 29. Trắng hồng nu đen 29 là mình có đơn nha mọi người. Trắng hồng nu đen giùm em 29. Quần be 39 mình cái lấy ok, ok Minh Thư. Ok em. Rồi chốt. 22k con áo thun này luôn. 22k một con áo thun vàng này luôn. Bà nào nhanh tay săn được thôi, thật sự hàng quá đẹp quá VIP. Thun gấu nâu luôn mấy bà. Áo ống trắng cho Kim Quyên. Ống trắng cho Kim Quyên. Ok em yêu. Rồi lên. Vàng giùm em 22k, những cổ áo nè. Xịn chưa? Gấu của nó nè. Gấu của nó in mức được mấy bà ơi. Thun vàng giùm em 22k, ngoài gấu to luôn. Xuất sắc, vàng 22 nha. Nimeo có, Yến Phương có, Nguyễn Mai Linh có, Thúy Nhiên có, Quốc Khánh có. 22k. 22k không tin luôn á. 22k thôi, Yến Phương nè, Nguyễn Mai Linh nè, Thúy Nhiên nè, Quốc Khánh có nè. Rồi hai vàng cái Linh Đặng luôn. Quá rẻ, 22k. Thật sự, em công nhận thật sự đúng á, em bán rẻ thật mọi người. Tại vì em lợi ít lắm, có 1-2 nghìn nè. Người ta thì lại mấy chục nghìn một con áo, còn em lại 1-2 nghìn thôi, bán phải vậy là quá rẻ mọi người ơi. Sỉ có thể lựa trên like luôn á mọi người, lựa trên like là được giá sỉ luôn á. Nó rẻ lắm, 29k ha. Ủa 22k nha, lên liền, vàng 22 giùm em. Mua về đi, mình không mặc cho em, mình mặc cũng ok mọi người. Nó dễ thương lắm, 22k. Còn được 3 con, chốt liền. Vàng 22 giùm em, xuất sắc, dễ thương. Vàng 22 là mình có đơn nha. Vàng 22 nha mọi người. Vàng 22, lên nó khoái gì đó, đưa chế bài nó khoái. Đưa chế bài con nó khoái mà. Trắng còn con cuối cùng luôn, 22k. Trắng 22 luôn, có đơn con cuối cùng luôn. Trắng 22 dùm em. Có 1 con à. Ok, ok Kinh Nga. Ok. Cái con dù hồi nãy trắng 22 chuyến phương. Lớp tết đã hết rồi hả? Lớp tết này à? Còn thứ màu gì? Nâu nãy chứ. Nãy chứ quăng cái này hết luôn rồi đó. Nãy đủ mà. Nãy chứ đập đủ luôn á. Để view đi, hồi kiếm được. Rồi con này dù dùm em sale 75k. Con này đang bán 99 ngàn. Nãy nói rồi mọi người, nãy nói rồi, hàng này đẹp lắm. Hàng hai lớp dùm em luôn dù nha, 75k. Phơm rất to luôn. Phơm này dưới từ 40-65kg vừa. Dù dùm em 75k, hàng hai lớp. Ở phía sau của nó in to, ở phía trước in nhỏ dùm em. Dù dùm em 75 mình có đơn. Cái gì vậy? Chắc hai hai rồi đó đó. Rồi, con này nhung giùm em anh chờ, nhung cầu vòng mấy bà nhớ không? Hot lắm luôn á, 150 không á. Giờ bán cho mọi người 80 luôn, chốt liền. Nhung giùm em 80. Hàng này thở nói săn được, phải nói về phê với bạn bè mình mua được con áo 150 hay là đừng nói mua 80 ngàn, rẻ lắm. Giờ nói bạn bè mình săn được con áo này 150 đi. Trời ơi nè, xuất sắc cầu vòng luôn mấy bà ơi, xuất sắc. Phơm 40-65kg. Lên liền em, con đó là xanh 80. Xanh 80 nha. Rồi nâu giùm em luôn, con này sale cho mọi người 50.000 luôn á. Nâu sale cho mọi người 50.000 luôn. Bơm bơi dù hai lớp luôn. Nâu giùm em 50. Nâu 50 giùm em, dù hai lớp. Xuất sắc. Hai lớp nha. Chữ này chữ hơi thiêu luôn. Xanh 80 cho Nguyễn Mai Linh. Rồi, dù giùm em 50, hàng hai lớp. Dù 50. Dù 50. Dù 50. Tuy nhiên không có đỏ đâu em, 50 cho mi mèo. Không có đỏ em yêu ơi. Rồi, con này nha. Có khoác có mũ em, hàng Adidas luôn mọi người, dù hai lớp luôn, xuất sắc lắm. Chốt liền giùm em 75k. Hàng Adidas mọi người mặc rất xinh luôn á, hàng này form siêu đẹp. Form đẹp lắm luôn á. Hai lớp luôn siêu to. Đen giùm em 75. Đen 75 nha.
đang 75 cho Đào bé. Ờ à, Thi ơi, đổi cho chồng mình chế cái chồng áo này nè. Đổi giùm chứ. Cái nâu 50 này nè. Cái nâu đó hồi nãy chút rồi mà. Bà thì chứ. Đen 75 cho mi mèo. Đen 75 là này nè. Ủa đen 75 nãy chút rồi, đen 75 cho Đào bé. Đen 75 cho Đào bé hết rồi. Rồi con này còn được hai đen hai trắng nha mọi người. Hai đen hai trắng nha. Chị ngưng shopee rồi, Thi Quỳnh ngưng shopee rồi chắc năm sau chị chuyển file lại shopee với em yêu. Rồi chốt liền em con này 39k. Lên liền giùm em. Đen hoặc trắng giùm em 39. Ủa nhầm, 49 chứ mấy bà, 49 đang bán 49 ngàn mà tự nhiên bán 39 à. 49 nha. Lên liền giùm em con này là trắng hoặc đen nha, 49k. Con này mấy bà Tết ra shop mua 90%, 90% làm tới luôn. Rồi chốt liền giùm em 49k. To giãn. Trắng 49 cho Diễm My. 49 năm trên Nguyễn Mai Linh có trắng 49 nè. Rồi còn đen nha. Thiên đẹp lắm. Ghen là mọi người mặc đen lên nhìn thấy mình trắng da giả man luôn. Đen giùm em luôn 49k. Chắc to giãn 40-55kg vừa. Em còn đen em hết trắng nha mọi người. Đổi qua đen giùm em luôn 49k. Chỉ có trên live mọi người mới xem được cái cận chất như thế này thôi mọi người. Chất đẹp lắm, mặc đến đâu nó ôm nói giùm em luôn. Mà chỉ là quần đùi nâng cao vậy nha mọi người, xinh lắm nha. Đen giùm em 49 giùm em còn hai con. Đen 49 giùm em. Thật sự em công nhận em bán rẻ nhất luôn mọi người. Có, Thí Nhiên ơi, cái đó em mặc hoodie giùm chị nha em yêu ơi. Thí Nhiên mặc hoodie mới vừa nha em. Đen giùm em 49 nha. Hai đen 49 nha Ngọc Linh. Cái trắng chốt rồi mà. Nguyễn Mai Linh với lại Diễm My á, trắng á, Nguyễn Mai Linh với Diễm My á. Có quần bơm á, Trà My ơi. Cái này em lên hàng sale mọi người ơi, không lên yêu cầu mọi người ơi. Cái này em lên hàng bơm á, ở hàng sale không anh bóc chúng cái nào em lên cái đó mọi người. Ưng cái nào mình comment nhanh mọi người ơi. Rồi. Rồi, con này bán tương tác luôn 39k đi. Trời ơi, vải của nó siêu đẹp luôn. Ai bán con này 39 đâu mấy bà. Ta bán 99 ngàn, tôi bán 39 ngàn mấy bà không chốt hả? Rồi trắng giùm em 39, phơm 40-55kg vừa giùm em luôn. Trắng 39 luôn. Áo chị mặc hả, chị mặc chốt trên live định giá 69 ngàn á em yêu. Rồi 39k làm luôn, 39k nha mấy bà. 39k lên liền giùm em nha. Chất vải nè, siêu đẹp giùm em. Mấy cái áo trắng này mặc sang lắm, mặc cái gì cũng xinh cho mấy bà ơi. Đẹp giả man luôn, đơn giản mà xinh giùm em. Ngà văn có nè, kim ngăn có 39 nè. Trắng 39 giùm em, phơm 40-55kg lại vừa giùm em. Mặc siêu đẹp giùm em luôn. Rồi mi mèo có nè, hạnh em có nè, ngã phương có nha em yêu. Rồi còn hai nhà người chốt báo em luôn, còn hai tay dài nữa. Còn gì bằng mấy bà, còn gì bằng nữa, đẹp xinh luôn mấy bà ơi. 40-55kg vừa giùm em nha. Nhớ villa có trắng luôn. Rồi còn con cuối luôn mấy bà, 39k. Nó rẻ quá không mấy bà. Suka có trắng nè. Suka ơi, em yêu ơi, tí comment á, nhớ kèm giấy giùm chị nha em yêu. Tí comment nhớ kèm giấy giùm chị ha. Rồi con này còn được hai trắng luôn mấy bà. Còn được hai trắng luôn, theo cho mấy bà 39k nha. Chỉ có khỏi cái line này, không có ai line nào luôn á. Rồi, Linh liền em con này là trắng nha. Trắng giùm em 39k. Trời ơi, thun lụa, mấy bà mướp rượt luôn, mát lạnh luôn. Mát lạnh luôn á. Rồi. Ok, ok, Trần Thị Dung. Trần Thị Dung này tí xuống ai chị mới check tin nhắn được em yêu ơi. Rồi, Trà My Lê lên kèm giá giùm chị nha em yêu ơi. Lên kèm giá giùm chị nha. Hai cái trắng cho kim ngăn hết luôn. Hai cái trắng cho kim ngăn hết luôn. Và mọi người kèm giá giùm em đi. Cargo xanh giùm em luôn 29k nha mấy bà, 29k giùm em luôn. Cái này á mặc không cưng, em không biết mặc cái gì cưng luôn bà ơi. Fabidon giùm em, rất cưng, 29k. Xanh 29 giùm em. Ôi nó cưng nè. Xanh 29 giùm em nha. Quần đùi lưng cao bao nhiêu vậy chị? Chị không có đo em yêu à, chị không có đo cái quần ấy, chị không có đo được. Rồi, xanh giùm em 29 mình có đơn luôn, 40-55kg vừa giùm em, bầu biết không trang thoải mái luôn ha. Đây, rộng rãi thích ha mấy bà. Đẹp lắm. Rồi 29k lên liền những con này là kẻ xanh 29 giùm em. Kẻ xanh 29 giùm em. Xanh 29 cho Nguyễn Mỹ Xuyên. Kẻo mà có 29k. Phơm đẹp lắm luôn, mặc lên góc cưng. Cái này mặc đi chạch sữa buổi tối ok nè, mặc ngủ ở nhà vẫn ok giùm em luôn. Có 29k, mặc góc cưng nha. Áo kẻ giùm em 29. Kẻ 29 giùm em. Trần Thị Thị Dung ok. Trần Thị Thị Dung cái đó nhắn tin riêng cho chị đi em yêu. Minh Anh kẻ xanh 29, Minh Anh đơn này để riêng Minh Anh nghe thấy nè. Rồi 29k nha mọi người. Kẻ xanh giùm em 29. Nguyễn Mai Linh ơi, cái này 29k nha em ơi. Cái này 29k nha.
29 giùm em, chốt liền. Kẻ xanh 29 là mình có đơn mọi người. Kẻ xanh giùm em 29k. Cho chị thêm cờ rất tốt đi ơi. Ok Thi Quỳnh. Thi Quỳnh lên nó mỏng mọi người đâu chờ chuyện tí. Hồi nãy mấy cái nỉ cưng để đâu rồi? Để mấy cái nỉ trong này luôn như vậy. Ôi mọi người chuẩn bị xe cho mọi người cái set này nha. Set này 130 em bán cho mọi người có 80 con. Mọi người chờ tí. Cái set nỉ. Cái này có mút luôn mấy ba. Có mút luôn nha. Con này đang bán 99 ngàn luôn á. 99 ngàn luôn. Chốt liền nhầm em 50 ngàn đi. Trời ơi vải siêu đẹp luôn. Có mút ngược dày dặn giả men luôn. 50k dùm em. Đen 50. Xanh 50 và nâu 50 dùm em. Đen xanh nâu dùm em 50. Hàng không đẹp không lấy tiền thật. Cho mọi người xem hình mẫu mặt. Siêu VIP 50 ngàn. Vải siêu xịn luôn. Đây hình mẫu mặt dùm em. Đẹp lắm. 50 ngàn nha mọi người. Chốt báo em nha. Rồi xanh đen nâu dùm em. Ở xanh đen nâu nha. 50k. Xanh đen nâu dùm em 50 cộng lại đi. Xanh đen nâu 50 dùm em. Cộng với nó làm chết. Xanh đen nâu 50. Rồi cái set này. Cái set này phải xăng ngay nữa. 130 ngàn. Hôm nay xe cho mấy bà 80 ngàn luôn. Được hai món luôn. Cái màu xanh cớm ở ngoài quá đẹp đi. Cái màu xanh cớm ở ngoài quá xuất sắc đi. Rồi lên nghe mã là set xanh luôn. 80 ngàn hai món luôn nè. Quần bơm siêu đẹp. 80k hai món dùm em. Set xanh dùm em 80 ngàn. Ai bán set này 80 đôi trời. Ra sớm mua 150-200. Hàng này dày dặn như hàng tao bao dùm em luôn nha. Quá xuất sắc. Rồi Nguyễn Mai Linh có set xanh 80. Xinh nha mấy bà. Phơm quần nè ưng lắm. Rồi set xanh 80 Yusuka. Set xanh 80 Yusuka. Rồi xuất sắc nha. Lên liền dùm em mã là set xanh 80. Set xanh 80 Nguyễn Mai Linh có, Suka có. Rồi còn set cuối cùng. Còn giấy mà. Còn cuộn đó. Trời ơi sao ơn. Cái gì? Thùy Linh có set xanh 80. Gửi tin nhắn cho Thùy Linh nè. Được không? Vi đâu có kịp. Vi đâu có kịp đâu. Hả? Không còn cuồng nào luôn hả? Ê chú Chí mượn, cho chú mượn cái điện thoại với điện với mi. Zalo chúng mày đi. Rồi, chốt liền em con này rồi. Xám giùm em thun nè, xám giùm em 22k. Chia sẻ giùm em cho anh xin một lượt chia sẻ em bán con này 22k, cái đó có bill rồi đó. Yến Phương có xám 22. Xám 22 lên liền em con là xám 22 nha. Anh chế hồ ở đằng chế có giấy in có giấy in nhiệt không, chế giấy mà em in bill like á. Chế là đang like luôn á, mấy cái giấy mà nhờ, cái giấy in bill mà nhỏ nhỏ hôm qua chứ coi đó, kiểu giấy vậy đó. Giờ mua đâu ta, chế là đang like luôn. Minh căng. Ờ vậy vậy thôi. Giờ này sao ship bà. Buồn luôn. Rồi. Chốt một xám chưa? Xám gì chưa? Rồi lên liền em con này là xám nha mọi người. Xám giùm em 29k. Ủa 22k. Con mày dưới 65kg vừa giùm em. Thun nợ ơi. Xám nha 22k giùm em. Không to lận. Xám 22 giùm em là mình có đơn nha mấy bạn. Xám 22 giùm em. Đây chất của nó nha rồi ơi, đẹp nha. Cái gì vậy? Xám 22 cho Thị Hoài. Lên liền con này dùm em là xám 22. Hai xám 22 cho Linh Đặng. Rồi chốt xám 22 dùm em nha. Xám 22 dùm em nha mọi người. Áo xăm bơ phía sau nhiêu? 69k Kiều Tiên. Xăm bơ là áo chị mặc hay em yêu? 69k.
29k nha, 22k nha mọi người. Lên liền giùm em con này là xám 22 giùm em. Xám 22 giùm em nha. Đây siêu đẹp. Xám 22 giùm em. Giờ đi ra 5 cân hết 30 phút đi về, 30 phút là 1 tiếng rồi. Giờ bây giờ 5 giờ 1 tiếng là 6 giờ. 7 giờ. Trời kịp 7 giờ. Summer 69 cho Kiều Tiên. Summer 69 cho Mẫn đi nè. Cái này nè, Summer. Summer cho Kiều Tiên với Mẫn đi em. Rồi em hết luôn rồi. Em hết xanh, em còn đen nha mọi người, em còn đen thôi, em hết xanh với hồng luôn rồi. Em còn đen, chốt trên line mới có giá 69k. Tết mặn con này bao đỉnh với bà, mua đồ Tết đi với bà. Em sắp nghỉ rồi đó nha mọi người, em sắp nghỉ rồi đó. Rồi, nè cái áo này nè, nó xuất sắc nè. Đó, mặc vậy cho em ha mấy bà. Đẹp lắm, đó, ở ngoài nó vậy nè, không bao giờ bị lộ đâu mấy bà ơi, yên tâm. Hoạt động thoải mái giùm em luôn. Chốt con này giùm em 69k, còn có màu đen thôi, hết hồng, hết hồng, hết xanh, hết trắng luôn mà còn đen thôi à. Rồi, bây giờ chắc phải họp nha mọi người, họp nha. Có gì tối 7 giờ. Tối giờ tối 7 giờ mình lên rồi, nếu mà trễ tí thì 7 rưỡi giùm em nha. Bây giờ hết giấy hay không minh bill được mọi người ơi. Thông cảm giùm em nha. Tối nay mình gặp nhau tiếp nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Lê Hệ Kim Xuân hả? Áo trắng này đúng không em yêu? Áo trắng này đúng không? Áo trắng này là 145 nha. À, chốt thì chụp màn hình lại cho chị nha em yêu ơi. Rồi, bye bye mọi người nha.